Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 286, ăn hết bowling. À, trò này cũng không tệ, tôi thấy cũng khá hay. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ, hắn đã ý thức Hạ Thiên căn bản không biết chơi bowling, nhưng cũng không sao, học chơi rất đơn giản, dù lần đầu tiên chơi bowling cũng không là gì, học rất nhanh thôi. Vậy thì được, chúng ta đi. Hạ Thiên nghe nói khá vui thì đồng ý đi chơi, hắn xuống núi chỉ có hai mục đích thứ nhất là rong chơi, thứ hai là tìm vài người vợ cùng vui với thần tiên tỷ tỷ. Bây giờ có thể được chơi, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên cứ như vậy mà vứt bỏ một nhà đầy người đẹp để theo kiều Đông Hải đến khu bowling. Nghe nói thành phố Giang Hải không thiếu những tụ điểm chơi bowling, mà kiều Đông Hải đến một khu vui chơi tốt nhất là câu lạc bộ bowling cầu vương. Tô Tiểu Sán thật ra cũng thường xuyên hẹn người đi chơi bowling, mỗi lần đều là một vị trí cố định. Vì vậy lúc này Kiều Đông Hải đưa Hạ Thiên đến lầu 3 của câu lạc bộ, Tô Tiểu Sán đang thử tay nghề. Tiểu Sán, cậu giảm béo quả nhiên có hiệu quả thấy rõ. Kiều Đông Hải mới vài ngày không gặp Tô Tiểu Sán nhưng bây giờ không khỏi ngẩn ngơ, mới vài ngày mà đối phương đã giảm đi ít nhất vài chục ký. Đúng vậy, đây đều là công lao của Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán tiến lên nghênh đón, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bây giờ tôi chỉ còn 340 cân. Một đôi nam nữ đang chơi bóng bên cạnh nghe thấy như vậy thì không khỏi nhìn Tô Tiểu Sán, ánh mắt có chút cổ quái. Điều này cũng khó thể trách được, dù là ai mà nghe đến 340 cân thì cũng cảm thấy cực kỳ quái dị. Tất nhiên bọn họ không biết ngày thường Tô Tiểu Sán những 390 cân, nếu không sẽ càng ngạc nhiên hơn. "Này, Đại Sắc Lang, anh cũng đến đây sao?" Một giọng nói trong trẻo truyền đến, bên trong lời nói có chút bất mãn. Audio điện tử võ tấn bền. Hạ Thiên quay đầu thì nhìn thấy một tiểu mỹ nữ mặt trang phục thể thao. Đây là một người hắn quen biết sớm nhất khi mới xuống núi, là Tô Bối Bối. Anh muốn đến thì đến. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn hỏi lại một câu. Sao em cũng đến đây? Thật ra không chỉ có Tô Bối Bối, bên cạnh nàng còn có Tô Tuấn Phong. Lúc này Tô Tiểu Sán đã đón lời. Tôi cùng Tô Tuấn Phong đến chơi bowling, Bối Bối cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, vì vậy cũng theo đến đây. Thôi được rồi, đừng Hàn Huyên nữa, cùng nhau chơi thôi." Kiều Đông Hải ở bên cạnh kêu gọi. "Này, Đại Sắc Lang, anh biết chơi bowling sao?" Tô Bối Bối cũng không buông tha cho Hạ Thiên, nàng hỏi ngay. "Không biết." Hạ Thiên trả lời rất dứt khoát. "Không biết chơi thì đến đây làm gì?" Tô Bối Bối nói với vẻ mặt khinh bỉ. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Bối Bối anh không biết tất nhiên phải học sao em ngốc vậy anh mới ngốc tô bối bối thở phì phò rồi trừng mắt nhìn hạ thiên khốn kiếp sắc lang lưu manh này sao em lại nói anh là sắc lang anh có sảm sỡ em đâu hạ thiên có chút bất mãn nếu để người khác nghi ngờ anh sảm sỡ với em như vậy người ta sẽ hoài nghi ánh mắt của anh 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 tô bối bối bị chọc tức cái gì gọi là hoài nghi ánh mắt Chẳng phải sàm sỡ với mình thì dọa người lắm sao? Nàng rõ ràng là một người đẹp siêu cấp nổi danh đỉnh đỉnh. Sao em lắp bắp vậy? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Anh mới lắp bắp, Tô Bối Bối tức giận nói, anh là đại sắc lang, chắc chắn dùng phương pháp bất chính để lừa gạt chị họ làm vợ, nếu không thì chị họ sao lại thích một đồ nhà quê như anh? Lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh, sao mỹ nữ tỷ tỷ lại không thích anh? Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu có phải em không được anh lấy làm vợ vì vậy mà ghen tị với mỹ nữ tỷ tỷ anh 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 tô bối bối lại bị chọc tức em lại nói lắp có cần anh chị giúp không hạ thiên ra vẻ rất quan tâm á à, tô bối bối thét lên tức giận sau đó nàng cầm lấy trái bóng bowling rồi ném đi nàng không có gì để phát tiết vì vậy chỉ biết chơi bowling chút giận đừng nghĩ tô bối bối còn nhỏ nhưng trình độ bowling của nàng rất tốt chỉ cần tùy tiện tung cầu cũng đổ một hàng Đám người tô tiểu sán thấy tô bối bối chơi bowling để phát tiết, tất nhiên sẽ không ai so đo với nàng, bọn họ còn để lại một đường cho nàng thích chơi thì chơi. Tô tiểu sán, Kiều Đông Hải và tô Tuấn Phong thì chơi ở đường bên cạnh, còn Hạ Thiên thì xem xét và học tập. Tô bối bối liên tiếp ném chúng cả hàng năm lần liên tiếp, mãi đến lần thứ sáu mới không thành công, rõ ràng trình độ bowling của nàng là rất tốt. Đại sắc lang, thấy chưa, thấy tôi chơi bowling chưa, ngon thì tới chơi thử đi, Tô bối bối quay đầu dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hạ Thiên. Như vậy mà lợi hại sao? Hạ Thiên ra vẻ rất khó hiểu. Nói nhảm, em là cao thủ bâu linh siêu cấp. Tô bối bối ngách mặt, bộ dạng rất kiêu ngạo. À, anh cũng là cao thủ bâu linh siêu cấp. Hạ Thiên không cho là đúng. Tô bối bối lập tức khinh bỉ. Anh căn bản không biết chơi, còn dám nói là cao thủ sao? Ai nói anh không biết chơi? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tô Bối Bối càng thêm tức giận. Anh vừa nói, đó là lúc nãy, bây giờ thì khác." Hạ Thiên dùng giọng chân thành nói. "Anh cứ đứng đó mà khoác lác." Tô Bối Bối nhăn mũi, nàng hừ một tiếng. "Anh không khoác lác, anh vừa nhìn em chơi, anh đã học xong." Hạ Thiên ra vẻ rất chăm chú học hỏi. Tô Bối Bối cầm lấy một trái bóng bowling đưa cho Hạ Thiên. "Ai mà chẳng biết nói khoác, ngon thì thử đi, nếu anh có thể ném bóng 10 lần đổ tất cả được một lần." như vậy coi như biết chơi bâu linh. Nếu 10 lần đều đổ cả thì sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu anh anh có thể làm đổ tất cả trong 10 lần, tôi sẽ ăn hết bâu linh. Tô bối bối hừ một tiếng. Đây là em nói đấy, đừng đổi ý nhé. Hạ Thiên cảm thấy rất hứng thú với lời đề nghị của Tô bối bối, hắn chưa từng thấy người nào ăn bâu linh. Thực tế trước đây Hạ Thiên chưa từng thấy bâu linh, nhưng vấn đề ăn bâu linh thì đúng là cực kỳ hiếm có nếu anh không đánh chúng thì sao? Tô bối bối hỏi ngược lại. Có phải anh cũng ăn hết bowling linh không? Không có vấn đề. Hạ Thiên đồng ý. Đại ca, tam ca, các anh đến làm chứng nhanh lên. Tô bối bối rất hưng phấn. Tô Tiểu Sán, Tô Tuấn Phong và Kiều Đông Hải đều nhìn về phía bên này. Tô Tiểu Sán mở miệng hỏi. Bối bối, làm chứng chuyện gì? Đại sắc lang này nói khoác sẽ ném 10 lần đổ tất cả 10 lần. Tô bối bối có chút hưng phấn chỉ vào Hạ Thiên. Còn nói thua sẽ ăn hết bâu linh, mọi người làm chứng cho em, đừng nói em ép anh ấy. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ. Hạ Thiên, không phải cậu không biết đánh bâu linh sao? Trước đó thì không, bây giờ đã học xong. Hạ Thiên trả lời. Khụ, thôi bỏ vụ ăn bâu linh đi. Tô Tiểu Sán hòa giải, hắn dù sao cũng không tin Hạ Thiên có thể ném chúng 10 lần, dù sao người này cũng chưa từng chơi bâu linh sao bỏ qua được? Hạ Thiên rõ ràng không đồng ý. Tôi cũng muốn xem cô ấy ăn hết bâu linh, vừa rồi cô ấy đã nói rõ, nếu tôi ném đổ tất cả trong 10 lần thì cô ấy sẽ ăn hết bâu linh. Khụ, bối bối, anh thấy em nên đổi cách đặt cược, chuyện ăn hết bâu linh không tốt cho lắm. Tô Tiểu Sán cảm thấy không thể tin, ai ăn được bâu linh. Không đổi, em muốn đại sắc lang kia ăn hết bao linh. Tô bối bối quệt mồm. Đợi đến khi anh ta ăn hết bâu linh, em sẽ cứu chị họ ra. Hạ thiên nhìn dáng người nhỏ nhắn của tô bối bối, hắn không cho là đúng, sao nàng có thể nuốt quả bâu linh được. Này, đại sắc lang, bắt đầu nhanh tay nhanh chân lên, tôi đã không thể chờ được tình cảnh anh ăn bâu linh. Tô bối bối gào lên với hạ thiên. Hạ thiên tùy tiện nắm lấy một trái bâu linh, sau đó hắn đi vào, tùy tiện quăng tay. Nhìn tư thế là biết dân nghiệp dư á. Tô bối bối đang chế nhạo thì trợn trừng mắt, Tư thế của Hạ Thiên rất nghiệp dư nhưng lại ném đổ tất cả. Hừ, mèo mù gặp cá rán, tiếp tục đi. Tô Bối Bối không phục. Hạ Thiên tiếp tục, lần thứ hai tư thế có vẻ nghiệp dư hơn cả lần trước, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hên, chỉ là hên mà thôi. Tô Bối Bối có chút ngây ngốc. Sau hai lần ném đổ tất cả thì Kiều Đông Hải ở bên cạnh cũng ngây người, Hạ Thiên thật sự không biết chơi bowling sao? Hạ Thiên, trước kia chưa từng đánh bowling thật sao? Tô Tiểu Sán không nhịn được phải hỏi. Nhìn tư thế thì thấy rất giống. Tô Tuấn Phong đón lời. Tô bối bối ở bên kia chống đỡ. Đại sắc lang này chỉ may mắn mà thôi, nếu không may mắn thì sao lừa được chị họ. Nhưng bốn lần tiếp theo Hạ Thiên đều đánh đổ tất cả, gương mặt nhỏ nhắn có tô bối bối bắt đầu trắng bệch. Đại sắc lang, anh lừa gạt. Khi Hạ Thiên cầm lấy bâu linh chuẩn bị ném ra lần thứ 9 thì thì tô bối bối đã hét lên. Trước kia anh chắc chắn đã từng chơi bowling, anh lừa tôi là chưa chơi bao giờ. Hạ Thiên không quan tâm đến Tô Bối Bối, hắn ném bóng ra làm đổ tất cả rồi nói. "Trưa nay em không cần ăn cơm, ăn bowling là no rồi." "Á!" À, Tô Bối Bối thấy Hạ Thiên lại cầm lấy bowling mà không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng, gương mặt trắng bệch, chỉ còn một lần cuối cùng nàng sẽ ăn bowling sao? "Chờ chút." Tô Bối Bối đột nhiên hô lớn. "Chờ cái gì?" Hạ Thiên có chút bất mãn. Này, có thể đổi điều kiện được không? Không ăn bâu linh nhé, ăn bánh bao hay gì đó cũng được. Tô bối bối cố gắng nở nụ cười nịnh nọt Hạ Thiên, nhưng nàng giả vờ cực kỳ khó coi. Không được, phải ăn bâu linh. Hạ Thiên lập tức từ chối, sau đó hắn ném bâu linh. Tô bối bối chừng mắt nhìn, khi trái bâu linh chạy trên đường băng thì nàng không ngừng cầu nguyện, thượng đế à, đừng đổ tất cả. chương 287, nấu bâu linh như thịt kho tàu. Bóng bowling lăn một nửa trên đường băng chợt quay ngoắt một vòng 90 độ cực kỳ quỷ dị, quả bóng chạy theo rìa đường băng, sau đó trực tiếp rơi xuống. Rõ ràng lúc này đừng nói là chúng tất cả, thậm chí căn bản không trúng một cây nào. A, à, tô bối bối nhảy dựng lên cực kỳ hưng phấn, thượng đế quả nhiên có mặt khắp nơi, đã nghe được lời cầu nguyện của nàng, đã làm cho đại sắc lang thất thủ, sau này nàng sẽ tin thượng đế. Kiều Đông Hải, tô tiểu sán và tô tuấn phong cũng xứng sờ, lúc bắt đầu bọn họ cũng không tin Hạ Thiên sẽ ném đổ tất cả trong 10 lần liên tục, nhưng khi Hạ Thiên đánh đổ tất cả 9 lần liên tiếp, bọn họ đều cho rằng lần thứ 10 không phải là vấn đề. Tô Tiểu Sán còn đang suy xét phải như thế nào để thuyết phục Hạ Thiên đừng cho tô bối bối ăn hết bao linh. Không ngờ lần thứ 10 Hạ Thiên trực tiếp ném cầu ra bên rìa, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó tưởng. Dù không muốn đánh đổ tất cả cũng không nên ném như vậy mới đúng chứ. Kiều Đông Hải nhìn tô bối bối xinh đẹp đáng yêu, Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Hạ Thiên đã vừa ý cô bé này rồi sao? Nếu không sao lại buông tha cho nàng? Thậm chí ngay cả Tô Tiểu Sán cũng nghi ngờ, chẳng phải Hạ Thiên đã vừa ý bối bối rồi đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Tô Tiểu Sán thấy rất rõ, nếu Hạ Thiên vừa ý Tô bối bối, như vậy hắn có thể kéo quan hệ đến gần đối phương thêm một bước, như vậy là chuyện tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hạ Thiên là một người lăng nhăng nếu em gái hắn theo Hạ Thiên thì rõ ràng không có gì tốt. Ha ha, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Tô bối bối nhặt một quả bowling lên rồi chạy đến đưa cho Hạ Thiên. Đại sắc lang, nhanh lên, ăn hết bowling đi. Hạ Thiên không quan tâm đến tô bối bối, hắn chừng mắt nhìn một người khác. Này, sao cô lại muốn phá dối? Hại tôi không đánh chúng liên tiếp 10 lần. Ai phá dối anh? Tô bối bối rất bất mãn, nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên đang nói mình. Này, đừng nói là anh không có chữ tín đấy nhé, có rất nhiều người làm chứng ở đây. Cậu ức hiếp cô gái nhỏ, không biết xấu hổ sao. Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên sau lưng tô bối bối, khi tô bối bối nghe thấy âm thanh này thì không khỏi quay đầu, nàng chợt ngẩn ngơ, chị gái này đúng là rất giỏi, che kín người từ đầu đến chân. Kiều Đông Hải và Tô Tuấn Phong cũng có chút kinh ngạc, người phụ nữ này che kín người không chừa một kẻ hở, thậm chí còn lợi hại hơn cả phụ nữ Hồi giáo vẻ mặt Tô Tiểu Sán lại biến đổi, hắn đã gặp qua người phụ nữ này, nghe nói là Mỹ Nhi. Tuy hắn không biết người này có thân phận gì, nhưng hắn có thể dự đoán nàng có năng lượng rất lớn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mỹ Nhi, hắn cảm thấy có chút buồn bực, người khác không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết rất rõ. Hắn vốn nắm chắc có thể đánh đổ tất cả trong 10 lần liên tiếp nhưng Mỹ Nhi đột nhiên ném một hòn đá trúng bâu linh, vì vậy quả bâu linh chạy sang bên rìa đường băng. Tôi không cảm thấy như vậy, Cô chơi xấu, bây giờ cô làm hại tôi, cô phải đền bù thế nào đây?" Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói. "Cậu học được bản lĩnh để ức hiếp các cô gái nhỏ sao?" Nghị Nhi hừ lạnh một tiếng. "Nhị sư phụ nói, người sống trên đời hoặc là bị người ức hiếp, hoặc là ức hiếp người, tôi không muốn bị người ta ức hiếp, như vậy chỉ còn cách ức hiếp người khác, có gì không đúng sao?" Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Mị Nhi. "Cô nói mau, đền bù gì cho tôi?" nếu không tôi sẽ ức hiếp cô. Này, các người làm gì đó? Đại sắc lang, tôi mặc kệ anh muốn ức hiếp ai, trước tiên anh ăn hết bâu linh rồi nói sau. Tô bối bối thúc giục, nàng đã không chờ được phải bêu xấu hạ thiên. Cô ấy quấy rối, không tính. Hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tô bối bối. Này, anh có còn là đàn ông nữa không? Sao nói không giữ lời? Tô bối bối lập tức bực bội dù là quấy rối thì anh cũng đâu đưa ra quy định không được quấy rối. Tóm lại anh không ném đổ tất cả 10 lần liên tiếp, bây giờ ăn hết bao linh. Tô bối bối không đợi Hạ Thiên kịp mở lời, nàng uy hiếp ngay. Này, anh đã chơi xấu, nếu không thực hiện tôi sẽ nói với chị họ, sẽ bỏ anh. Mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không nghe những lời này của em. Hạ Thiên bĩu môi, hắn tất nhiên không lo lắng sự uy hiếp của tô bối bối. Tóm lại anh phải thực hiện, nếu không thì chẳng phải là đàn ông. Tô bối bối căm giận nói. Tô tiểu sán nhịn không được phải khuyên nhủ. Bối bối, bỏ đi, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Cái gì là vui đùa, em không vui đùa với đại sắc lang này, anh ta đã nói là ăn hết bowling, linh, các anh cũng nghe thấy, đúng không? Tô bối bối nhìn đám người tô tiểu sán và kiều đông hải. Hạ thiên nhìn Mỹ Nhi. Này, cô nói xem làm sao bây giờ, cô hại tôi thua trận, nếu không thì cô ăn hết bâu linh đi. Tôi không thích ăn bâu linh. Nghị Nhi lạnh lùng trả lời. Nghị Nhi nói như vậy làm đám người không biết nên khóc hay cười, có ai thích ăn bâu linh. Tôi cũng không thích. Hạ Thiên có chút bực bội, từ khi hắn xuống núi tham gia cá cược chưa từng thua, hôm nay chủ quan lại thua tô bối bối, đúng là không có thiên lý. Cậu có thích hay không, chẳng liên quan đến tôi. Nghị Nhi hừ lạnh nói. Cô hại tôi phải ăn bâu linh, cô xem nên đền bù tổn thất thế nào. Hạ Thiên cũng không muốn ăn hết bâu linh vô duyên vô cớ, như vậy rõ ràng là lỗ to. Bây giờ cậu còn chưa ăn bâu linh, khi nào cậu ăn hết thì hãy nói tôi hại cậu ăn bâu linh. Mị Nhi vẫn rất lạnh lùng nhưng trong lời nói có thêm chút hương vị hả hê. Sau khi bị Hạ Thiên cưỡng chế tháo kính dâm và bị nhìn thấy bộ mặt thật, Mị Nhi trước đó không có cảm giác đặc biệt gì với Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng đã có thêm chút oán giận. Đây là cô nói đấy nhé, nếu tôi ăn hết bowling, linh, phải cho tôi nghiên cứu cơ thể của cô. Hạ Thiên vẫn rất nhớ thân thể kỳ quái của Mỹ Nhi. Phi, đại lưu manh. Tô bối bối nghe vậy thì không khỏi mắng một câu. Mà lúc này vẻ mặt đám đàn ông Tô Tiểu Sán cũng không khỏi có chút mập mờ, người phụ nữ nhìn có vẻ rất đẹp này quả nhiên có quan hệ không tầm thường với Hạ Thiên. Mỹ Nhi dù biết Hạ Thiên nghiên cứu thân thể mình là có ý gì, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải nổi giận, nàng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên chờ cậu ăn hết bâu linh rồi nói sau. Nghị nhi thầm theo dõi Hạ Thiên được một thời gian rồi, tất nhiên nàng biết bản lĩnh phi phàm của đối phương, nàng cũng không cho rằng đối phương sẽ ăn hết bâu linh. Phải biết rằng bâu linh được làm từ sợi thủy tinh và cao su, một trái bâu linh cả chục kg sẽ không thể ăn được, nếu người này nuốt được bâu linh thì bao tử cũng không thể chống đỡ nổi. Được rồi, tôi ăn bâu linh. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhận lấy bâu linh trong tay tô bối bối, sau đó hắn cứ cầm như vậy mà không cử động này còn ngại ngùng gì ăn đi cưng khoảng một phút mà hạ thiên vẫn chưa nhúc nhích thì tô bối bối mất kiên nhẫn nàng bắt đầu thúc giục đúng vậy ăn cho nóng nói lời phải giữ lời đừng gạt cô gái nhỏ chứ đúng vậy dù bâu linh không ăn được thì cũng phải cắn hai cái cho vui chứ nghe nói có người sẽ ăn bâu linh đám người trong câu lạc bộ lập tức kéo đến xem náo nhiệt lúc này bọn họ đã bắt đầu ồn ào gấp làm gì tôi không muốn ăn sống trước tiên phải cho bâu linh chín như thịt kho tàu đã chứ. Hạ thiên tức giận nói. Này, đại sắc lang, anh đừng kéo dài thời gian, tới nay tôi chưa nghe nói có người muốn nấu chín bâu linh như thịt kho tàu. Tô bối bối bất mãn nói. Đám người bên ngoài cũng cảm thấy rất buồn cười, người anh em này đúng là châu chó, bâu linh mà nấu chín như thịt kho tàu sao. Đúng là đám người ngốc nghếch. Hạ thiên nói, khi còn chưa dứt lời thì mọi người chợt nghe thấy tiếng vỡ, sau đó ai cũng há hốc mồm nhìn Hạ Thiên. Một trái bơ linh chợt biến thành bụi phấn, sau đó có một cơn gió bùng lên, không còn hạt bụi nào còn sót lại. Tô bối bối cũng ngây người, một trái bơ linh lớn như vậy biến đâu rồi? Đại sắc lang này không phải dở trò ma thuật gì đó chứ? Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán thì coi như hiểu rõ, muốn Hạ Thiên ăn bơ linh thì rõ ràng là không thể, nhưng chiêu thức của hắn cũng quá rung động, một quả bơ linh lớn như vậy bị bóp thành bụi sao? dù là Mị Nhi ở một bên cũng có chút run sợ, người này quá biến thái, nàng cảm thấy mình không thể làm được như vậy. Xem ra lần trước nàng thua đối phương ở trong rừng trúc cũng không có gì oan uổng. Nhìn cho rõ đi, bây giờ tôi đã ăn bao linh. Lúc này Hạ Thiên nói, hắn đưa hai ngón tay lên trước mặt tô bối bối rồi quơ quơ với mọi người. Thật ra quả bao linh cũng còn sót lại một chút, nhưng chỉ còn một phần nhỏ như hạt gạo, điều này làm người xem không biết nói gì. Một vật nhỏ như vậy, chỉ cần không phải là độc dược thì tin chắc ai cũng dám nuốt. Này, đây mà là bâu linh sao? Tô bối bối tức giận nói. Bâu linh sau khi được nấu như thịt kho tàu thì chỉ còn như thế này thôi. Hạ thiên dùng giọng hào hùng nói. Anh, anh, anh. Tô bối bối tức giận đến mức lắp bắp. Anh làm bừa. Anh làm bừa hồi nào, cũng chưa ai nói sẽ ăn sống. Anh nấu chín bâu linh để ăn, chẳng lẽ không được sao? Hạ thiên hỏi ngược lại, sau đó hắn ném phần nhỏ như hạt gạo vào bụng. Thế nào, bây giờ anh đã ăn hết rồi. Tóm lại anh chơi xấu, không tính. Tô bối bối tức giận nói. Anh mặc kệ em. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Mị Nhi, đúng lúc này nàng chợt nhảy dựng lên rồi phóng ra cửa câu lạc bộ, Hạ Thiên lập tức chạy theo và hô lớn. Này, đừng chạy. mươi 288, người cần ăn đòn gom lại thành một đống. Khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã chạy đến cửa nhưng Mị Nhi đã chạy mất dạng, điều này làm hắn cảm thấy buồn bực, người này sao lại như vậy? Hắn vất vả lắm mới ăn hết một quả linh. đang nghĩ đợi một lát sau sẽ nghiên cứu thân thê của Mị Nhi, nhưng nàng đã lợi dụng cơ hội mình nói chuyện với Tô Bối Bối mà chạy mất. Tốc độ của Hạ Thiên so với Mị Nhi cũng chỉ hơn kém nhau một chút mà thôi, nàng hành động sớm hơn dưới tình huống hắn không đề phòng, vì vậy mà thành công. Lần sau nếu bắt được cô nhất định phải bắt lại nghiên cứu cho rõ ràng hạ thiên thầm nói hắn cũng không sợ mị nhi chạy trốn nếu nàng đã thích hắn và cả ngày đều đi theo sao có thể chạy xa được đại sắc lang không đuổi kịp chị gái kia sao tô bối bối thấy mị nhi bỏ chạy thì rất vui sướng nàng đi đến nhìn hạ thiên bằng ánh mắt hả hê hạ thiên mặc kệ tô bối bối đối với cô gái nhỏ này hắn không có hứng thú này hạ thiên người đẹp kia là ai kiều đông hải đi đến dùng giọng tò mò hỏi tuy hắn không nhìn rõ dung mạo của đối phương nhưng căn cứ vào dáng người nóng bỏng hắn có thể nghĩ đến phong thái mỹ nhân của nàng cô ấy không phải là người đẹp hạ thiên thuận miệng nói kiều đông hải không tin nếu đối phương không phải là người đẹp sao hạ thiên lại có hứng thú như vậy nhưng kiều đông hải cũng không dây dưa ở đề tài này hắn nói với hạ thiên thôi được rồi người đã đi dù sao các người cũng có quen biết sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt, bây giờ tiếp tục chơi bowling thôi. Tôi không chơi nữa, các anh cứ tiếp tục, thứ này rất đơn giản, chơi không vui. Hạ Thiên đã không còn hứng thú với bowling, nói xong cũng đi ngay, đối với hắn thì bowling quá đơn giản, không có tính khiêu chiến. Kiều Đông Hải sinh ra cảm giác không biết nói gì cho phải, nếu người khác nói bowling quá đơn giản thì hắn sẽ phản bác vài câu, nhưng căn cứ vào những biểu hiện vừa rồi của Hạ Thiên thì hắn khó thể phản bác. Hạ Thiên, cậu muốn đi đâu, có cần tôi đưa đi không? Kiều Đông Hải hỏi. Không cần, tôi tự đi. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, thật ra hắn còn chưa biết sẽ đi đâu. Hạ Thiên nói như vậy thì Kiều Đông Hải cũng không nên nói thêm điều gì, ngược lại tô bối bối nhìn bóng lưng của Hạ Thiên mà lầm bầm căn giận. Đại lừa gạt, Kiều Đông Hải dùng ánh mắt cổ quái nhìn tô bối bối, người ngoài nhìn bộ dạng có vẻ cam phẫn của nàng thì sợ rằng còn tin mới bị lừa tình. Khi Hạ Thiên rời khỏi cổng câu lạc bộ thì đúng lúc có một đám người đi vào, phía trước có hai vệ sĩ mở đường, đằng sau cũng có hai vệ sĩ chặn hậu, chính giữa có ba bốn người vây quanh một người phụ nữ ôm một con chó cưng. Người phụ nữ này khoảng 2324 tuổi, mặc một bộ đồ thể thao, gương mặt và dáng người khá tốt nhưng vẻ mặt rất kiêu ngạo, đi đường cũng ngẩng mặt ưỡn ngực giống như không quan tâm đến bất kỳ ai. Hà Tiểu Thư đến, mau tránh đường. Cũng không biết có phải bị lây nhiễm thái độ kiêu ngạo của người phụ nữ kia hay không đám vệ sĩ cũng cực kỳ kiêu ngạo khi thấy hạ thiên đi đến thì một tên vệ sĩ hét lên hạ thiên vừa ăn hết bowling linh và mỹ nhi bỏ chạy tâm tình của hắn tất nhiên là không tốt bây giờ có người gào hắn tất nhiên hắn sẽ không hài lòng hắn trừng mắt nhìn tên vệ sĩ tôi không nhường đường đây là nhà anh sao tiểu tử đừng bố láo hà tiểu thư bận rộn không có thời gian ký tên tên vệ sĩ tiếp tục quát lên với hạ thiên tránh ra Hà tiểu thư có hẹn chơi bowling, đừng lãng phí thời gian của Hà tiểu thư. Khùng à, tôi không biết Hà tiểu thư hay chị hai nào, ai cần cô ta ký tên? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên vệ sĩ. Đừng to mồm, cẩn thận ăn đòn bây giờ. Ơ, ờ, thằng này ngon, muốn đánh tao à? Tên vệ sĩ cực kỳ vui sướng. Ông đánh chết mẹ mày! Tên vệ sĩ nói xong thì tiến lên phía trước vung một tát với Hạ Thiên. Bốp! một âm thanh trong trẻo vang lên những người khác không khỏi cảm thấy ngạc nhiên tên vệ sĩ tự dưng tát vào má trái của mình ngu như heo sao lại tự đánh mình muốn tự sát thì về nhà đâm đầu vào tường tự đánh mình một tát chưa chết được đâu hạ thiên dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn tên vệ sĩ tên vệ sĩ đáng thương tự tát mình cảm thấy đầu óc quay cuồng hắn thấy má trái nóng bỏng vì vậy mà nghĩ không ra vì sao mình lại tát mình khi nghe thấy giọng điệu châm chọc của hạ thiên thì tên vệ sĩ kịp phản ứng sau đó hắn giận tím mặt thằng khốn này nói gì vậy không muốn sống nữa sao tên vệ sĩ lại gầm lên một tiếng rồi đấm về phía hạ thiên lúc này hạ thiên tùy ý vươn tay ra hắn chụp lấy nắm đấm của tên vệ sĩ sau đó khẽ xoay tên vệ sĩ lập tức kêu lên thảm thiết á à, không có bản lĩnh thì đừng nghĩ ức hiếp người khác hạ thiên bĩu môi sau đó hắn buông tay gạt ngã tên vệ sĩ tôi lợi hại thế này mà bình thường cũng đâu có ức hiếp ai. Khi thấy tên vệ sĩ đầu tiên bị đánh thì ba tên còn lại không nói câu nào, tất cả cùng phóng về phía Hạ Thiên, dùng trận thế hình tam giác để vây Hạ Thiên vào giữa. Sau đó cả ba cùng phát động thế tấn công, ra tay rất hung ác, tất cả đều hướng về phía những bộ vị yếu hại trên người Hạ Thiên. Một tên vệ sĩ đấm đến, Hạ Thiên chụp lấy cổ tay, hắn khẽ dùng sức vung tay, tên vệ sĩ lập tức trở thành vũ khí vũ khí của Hạ Thiên bay hai vòng trên không chung, không những ngăn chặn thế tấn công của hai tên còn lại, hơn nữa còn tiện thể nện hai tên kia xuống đất. Sau đó Hạ Thiên khẽ buông tay, tên vệ sĩ bay trên không chung như siêu nhân, sau khi bay hơn 10 thước mới rơi xuống đất. Sao có người thích ăn đòn thế nhỉ? Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó hắn nhấc chân muốn bỏ đi. Nhưng sau khi đi được vài bước thì sau lưng Hạ Thiên vang lên giọng nữ rất tức giận. Cậu đứng lại cho tôi. Hạ Thiên quay đầu, hắn nhìn người phụ nữ đang ôm chó cưng rồi dùng giọng không vui hỏi. Có gì không? Cậu đánh vệ sĩ của tôi, muốn đi như vậy sao? Người phụ nữ tức giận chất vấn. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ. Có phải đánh cả cô nữa mới hài lòng? Cô cũng thích tự ngược đãi như đám người kia sao? Cậu, cậu nói bậy bạ gì vậy? Gương mặt người phụ nữ chợt đỏ bừng, nàng không phải xấu hổ mà đang tức giận, cặp mắt hạnh trợn trừng cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cậu có biết tôi là ai không? Không biết, cũng không muốn biết, cô quá xấu, tôi không có hứng thú với cô. Hạ Thiên lười biếng nói. Cậu nói tôi xấu sao? Người phụ nữ thiếu chút nữa thì nổi điên. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chẳng lẽ cô cảm thấy mình đẹp lắm sao? Cô nên tự tìm hiểu lấy chứ. Tâm nghiệp, sao cậu dám nói với Hà Tiểu Thư như vậy? Một người phụ nữ bên cạnh trần nói, người này khá lớn tuổi, khoảng 30 tuổi. Cậu phải biết rõ, đây là Hà Nhược Lâm Tiểu Thư, là ngôi sao quốc tế. Hạ Thiên nhìn kỹ ngôi sao rơi dụng trước mặt, sau đó hắn lắc đầu. Ngôi sao dạo này quả nhiên xấu đê tiện, nếu cô ta còn làm được ngôi sao, cũng không biết ngôi sao cá sấu An Khả Khả đẹp hơn bao nhiêu lần. An Khả Khả sao? Hà Nhược Lâm nghe thấy cái tên này thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng có vẻ rất tức giận. Tốt, thì ra là người được An Khả khả phái đến quấy rối, còn nói không biết tôi sao? Này, cô bị làm sao vậy, An Khả khả có thể phái tôi đến được sao? Hạ Thiên rất bất mãn. Tôi vốn không biết cô là ai, đừng làm phiền tôi, tuy tôi không thích đánh những ngôi sao cá xấu, nhưng nếu cô cứ tiếp tục làm phiền, tôi sẽ đánh. Câm mồm. Một tiếng gầm vang lên. Không muốn sống à, sao dám nói với hà tiểu thư như vậy? lời này không phải đám người đi cùng hà nhược lâm nói ra có vài người khác đi đến có bốn tên đàn ông mà hai người đầu tiên hạ thiên có chút quen biết đây chính là đạo diễn quan bằng và giám đốc vuông cái quái gì truyền thông điện ảnh trước đây đã từng có ý đổ bất lương với an khả khả khi thấy hai người đàn ông kia thì hà nhược lâm lập tức ra vẻ rất bất ức giọng nói rất thanh thoát giám đốc vuông đạo diễn quan các anh đã đến an khả khả kia quá ghê tởm cũng không biết tìm đâu ra một tên côn đồ đến gây rối lúc này giám đốc vuông và quan bằng nhìn thấy hạ thiên thì vẻ mặt biến đổi cả hai cùng gầm lên là mày quả nhiên vật họp theo loài đám người thích ăn đòn thường đi với nhau hạ thiên ngáp một cái này hai người muốn bị đánh nữa sao tiểu tử ông đang tìm mày bây giờ mày tự đưa thân đến đây đúng là không biết sống chết giám đốc vuông nhìn chằm chằm vào hạ thiên bộ dạng giống như hận không thể lộ ra rút gân đối phương tiểu tử nếu biết điều thì tranh thủ đưa An Khả Khả đến chơi bowling với giám đốc Uông, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Quan bằng uy hiếp Hạ Thiên. Hai người này giống như đã quên chuyện bị đánh vài ngày trước, cũng giống như quên bốn tên vệ sĩ đang nằm lăn trên mặt đất, vẫn coi Hạ Thiên là đối tượng để uy hiếp. Hai người ngu ngốc này muốn ăn đòn. Hạ Thiên lắc đầu, bốp bốp, hai cái tát vang rội, gương mặt giám đốc Uông và đạo điển quan đều có dấu ấn của bàn tay đỏ tươi. Hà Nhược Lâm và đám người bên cạnh chợt ngây dại. Người này dám đánh cả giám đốc Vuông và đạo diễn quan sao? Sao lại có kẻ vớ vẩn như vậy? Không biết giám đốc Vuông là người có quyền thế ở thành phố Giang Hải sao? Đây là người có quan hệ với cả Hắc Bạch Đạo. Tiểu tử này dám đắc tội sao? Giám đốc Vuông và quan bằng bị tát mà cảm thấy choáng váng. Tuy bọn họ không ngờ Hạ Thiên sẽ lập tức ra tay, nhưng sau vài giây giám đốc Vuông mới kịp phản ứng. Lão giận tím mặt. Hai người lên cho tôi. Phế tiểu tử này. Giám đốc Uông đột nhiên giống lên. Khi giám đốc Uông giống lên thì hai tên đàn ông phía sau chuẩn bị ra tay, nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh lạnh lùng vang lên. Uông Lợi Quốc, ông định phế ai vậy? Chương 289, đánh ông là quan tâm đến ông. Khi nghe được giọng nói này thì giám đốc Uông chính là Uông Lợi Quốc chợt chuyển sang bộ dạng định hót, hắn tiến lên nghinh đón. Kiều thiếu gia, trùng hợp quá, anh đang ở đây sao? Kiều thiếu gia tất nhiên là Kiều Đông Hải, động tĩnh ở đây đã được mọi người phát hiện ra, hắn nghe nói có người đánh nhau ngoài cổng, vì vậy không nhịn được phải nghĩ đến Hạ Thiên vừa bỏ đi, hắn muốn ra ngoài xem sao. Sau đó hắn phát hiện sự thật đúng như những gì mình dự đoán, Hạ Thiên đánh người, nhưng người Hạ Thiên đánh cũng có chút quan hệ với hắn. Tôi hỏi anh ông phế ai? Kiều Đông Hải nhìn chằm chằm vào ôm lợi quốc, hắn hử lạnh một tiếng. Kiều thiếu gia chính là tiểu tử này, Người này có ý đồ bất chính với Hạ tiểu thư, tôi ra ngăn cản còn bị hắn cho một tát." Uông Lợi Quốc tức giận chỉ vào Hạ Thiên. "Sao, cậu ta đánh ông ở đâu?" Kiều Đông Hải lập tức phát hiện dấu tay trên mặt Uông Lợi Quốc, hắn lại hỏi. "Cậu ta tát vào má phải của ông sao?" "Đúng vậy, Kiều thiếu gia, tiểu tử này." Uông Lợi Quốc ra vẻ rất uất ức. Bốp, một âm thanh trong trẻo vang lên, má trái của Uông Lợi Quốc cũng có thêm một dấu bàn tay uông lợi quốc lập tức choáng váng quan bằng và hà nhược lâm ở bên cạnh cũng ngây người điều này có chuyện gì kiều thiếu gia anh sao anh đánh tôi uông lợi quốc vuốt gò má nóng bỏng lão hỏi bằng giọng cầu xin tôi không đánh ông sao ông nhớ rõ cho được kiều đông hải cười lạnh ông muốn phế cậu ta sao con bà nó có biết cậu ta là ai không cậu ta đánh ông một tát tính là gì cậu ta đánh là để mắt đến ông rồi anh quen biết đám ngu ngốc này sao Hạ Thiên mở miệng hỏi. Thôi bỏ, để lại cho anh dạy bảo, tôi đi, đừng để đám ngu ngốc này làm phiền tôi. Hạ Thiên nói xong thì dùng giọng không nhanh không chậm bỏ đi, mà lần này không ai đứng ra ngăn cản. Kiều, Kiều thiếu ra, cậu ta rốt cuộc là ai? Uông Lợi Quốc lúc này cũng không nhịn được phải hỏi, đúng là quá ngột ngạt, bị người ta đánh vài lần mà chưa biết thân phận là gì. Ông sao, ông không có tư cách biết cậu ta là ai? Kiều Đông Hải quát lên với Uông Lợi Quốc: "Cậu ta muốn đánh tôi, tôi còn phải nhịn, ông là cái quái gì? Ông còn muốn phế cậu ta sao? Bây giờ ông còn chưa bị phế thì phải đốt nhanh cho tổ tiên 10 năm." Kiều Đông Hải nói như vậy hoàn toàn làm cho Uông Lợi Quốc choáng váng, ngay cả Kiều thiếu gia bị đánh cũng phải nhịn, như vậy đối phương là ai? Tuy Uông Lợi Quốc là giám đốc công ty điện ảnh truyền hình thủy triều, nhưng công ty cũng không phải của lão, mà là của Kiều Đông Hải, có thể nói là của Kiều gia nếu đứng trước mặt đám ngôi sao thì uông lợi quốc còn có thể lên mặt nhưng đứng trước mặt kiều đông hải lão chỉ có thể ngoan ngoãn làm cháu nội xong rồi lần này coi như xong uông lợi quốc lẩm bẩm mình cướp phụ nữ với một người như vậy thì coi như xong đời được rồi đừng đứng đó lẩm bẩm nữa nếu không phải ông có năng lực công tác thì tôi đã đuổi đi từ lâu rồi sau này sáng mắt lên đừng động đến cậu ấy nữa kiều đông hải mất kiên nhẫn cũng thuận tiện nhắc ông một câu, đừng cướp phụ nữ với cậu ta, nếu không thì cứ chờ chết đi. Sao? Uông lợi quốc vừa nghe Kiều Đông Hải nói như vậy thì lập tức bị dọa cho thảm thương, lão chụp tay Kiều Đông Hải. Kiều thiếu ra, anh nhất định phải cứu tôi, tôi đã giúp anh nhiều năm, trước nay luôn trung thành tận tụy, không công lao cũng có khổ lao, anh không thể trơ mắt nhìn tôi chờ chết được. Ai nhìn các ông chết? Kiều Đông Hải có chút khó hiểu, ngay sau đó vẻ mặt hắn biến đổi. Ông cướp phụ nữ với Hạ Thiên sao? Hạ Thiên sao? Uông Lợi Quốc lúc đầu có chút sững sờ, ngay sau đó lão hiểu ra. Kiều thiếu gia, anh nói người kia là Hạ Thiên sao? Ông không biết cậu ta là ai mà dám cướp nữ nhân sao? Kiều Đông Hải có chút tức giận, ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Nói rõ ra, người phụ nữ nào? Không phải ông chỉ thích ngôi sao à? Kiều Đông Hải quay đầu nhìn Hà Nhược Lâm, sau đó vẻ mặt hắn có chút âm trầm ông đừng nghĩ là cô ấy không không phải tất nhiên là không uông lợi quốc càng hoảng sợ kiều thiếu gia hà tiểu thư là của anh tôi sao dám là an khả khả kia an khả khả sao kiều đông hải có chút buồn bực trước nay hắn chưa nghe nói hạ thiên có quan hệ với an khả khả nhưng hắn cũng nghĩ đến một vấn đề hạ thiên có quen biết với an khả khả hắn đã từng xem qua đoạn phim về sự cố ở tập đoàn thiên nam lúc đó là buổi họp báo hơn nữa cũng biết An khả khả rất xinh đẹp thanh khiết, có thể đạt đến mức độ để hạ thiên dò ngó. Kiều Đông Hải có chút trầm ngâm, sau đó hắn hỏi. Ông không làm gì An khả khả đấy chứ? Không có, mấy ngày trước tôi bị, à, bị hạ tiên sinh đánh, sau đó Diệp Mộng Oánh điện thoại cho tôi, nói An khả khả là người phát ngôn của bọn họ, không cho tôi gây phiền toái cho cô ấy. Khi đó tôi cũng nghĩ sẽ không tìm An khả khả làm gì, nhưng hôm nay vô tình đụng mặt tiểu tử kia, không, gặp mặt hạ tiên sinh, tôi muốn dạy bảo một trận, nào biết. Uông lợi quốc nói đến đây thì không nói thêm điều gì, cũng đã nói rõ sự việc. Thôi bỏ, sau này đứng cách xa an khả khả ra một chút là được. Kiều Đông Hải bây giờ cũng không hiểu rõ quan hệ giữa Hạ Thiên và An Khả Khả là thế nào, nhưng hắn cảm thấy hai bên chắc chắn có quen biết. Nếu An Khả Khả thật sự là nữ nhân của Hạ Thiên, Uông Lợi Quốc sẽ không may mắn như vậy, nhưng vì đề phòng mà bây giờ hắn phải cho rằng An Khả Khả là người của Hạ Thiên, để tránh đắc tội với đối phương. Biết rồi, Kiều Thiếu gia." Uông Lợi Quốc liên tục nói, bây giờ dù hắn có thêm 10 lá gan cũng không dám có ý với An Khả Khả. "Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây, bây giờ theo tôi đi chơi bóng." Kiều Đông Hải không muốn dây dưa ở vấn đề này, nếu không phải sợ Hạ Thiên phế bỏ Uông Lợi Quốc, sau này không còn ai quản lý công ty thủy triều thì Kiều Đông Hải căn bản không cần phải ra mặt. Hạ Thiên cũng không biết mình vô tình giúp An Khả Khả khỏi bị quấy rối, cũng không ngờ mình bị người ta coi là đàn ông sau lưng ngôi sao cá sấu. Đánh người đối với hắn là chuyện thường ngày, tất nhiên hắn sẽ không quá quan tâm. Bây giờ hắn đang ngồi taxi đi về phía Đại học Giang Hải, nếu đã không có việc gì làm thì nên đến tìm vợ. Khi Hạ Thiên đi vào cửa hàng hoa thì Tôn Hinh Hinh cũng đang bận rộn, bây giờ chỉ còn vài ngày Đại học Giang Hải sẽ khai giảng, đã có không ít sinh viên đến ở mà đám sinh viên nam cả tháng chưa gặp bạn gái, bây giờ gặp mặt tất nhiên phải mua chút gì đó lấy lòng đối phương. Nếu so sánh với những món quà đắt tiền thì tặng hoa là rẻ nhất, nữ sinh cũng rất thích, vì vậy đây là món quà được ưa chuộng nhất. Thiên ca, người phát hiện ra Hạ Thiên đầu tiên chính là Đinh Linh, nàng chào một tiếng cũng làm kinh động đến Tôn Hinh Hinh và Phương Hiểu Như. Hạ Thiên, anh đến đi tặng hoa sao? Phương Hiểu Như trực tiếp hỏi một câu như vậy, nghiêm khắc mà nói thì Hạ Thiên vẫn là người làm công ở cửa hàng hoa, người này đã cầm tiền lương một tháng nhưng mới đi làm được vài ngày thì lẩn tránh mất biệt. Có người cần tặng hoa sao? Hạ Thiên hỏi, bây giờ hắn cũng không có việc gì làm, tặng hoa cũng không sao, hắn chiều tất. Phương hiểu như chợt ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó nàng lại buồn bực phát hiện ra, bây giờ không phải tặng hoa cho ai. Tuy hôm nay làm ăn rất tốt nhưng đều là người đến mua hoa, đám nam sinh kia muốn tự mình tặng hoa, nói không chừng còn có cơ hội làm ấm giường với bạn gái tất nhiên sẽ không làm nhọc lòng nhân công cửa hàng hoa hạ thiên đừng nghe hiểu như nói bừa cậu cứ ngồi chơi đợi tôi làm xong chúng ta sẽ đi dùng cơm tôn hình hình dùng giọng dịu dàng nói với hạ thiên bây giờ tất nhiên nàng sẽ không cho hạ thiên đi tặng hoa đừng nói bây giờ không có ai cần tặng hoa dù thật sự có thì nàng cũng có thể tìm người khác đưa đi đây là hoa của cậu tôn hình hình nhanh chóng bó hoa sau đó đưa cho một nam sinh đang đứng đợi nhưng người này cũng không nhận hoa mà ngây người nhìn tôn hinh hinh này chú em nhìn gì đấy hạ thiên ở bên cạnh rất bất mãn hắn trừng mắt với tên nam sinh lần này tên nam sinh mới kịp phản ứng khi thấy bộ dạng mất hứng của hạ thiên hắn biết mình chỉ lo nhìn người đẹp điều này làm cho bạn trai người đẹp tức giận vì vậy hắn rất xấu hổ tranh thủ thời gian nhận hoa và trả tiền sau đó vội vàng rời khỏi cửa hàng hoa khi thấy hạ thiên vẫn dùng ánh mắt căng thẳng nhìn mình trong lòng tôn hinh hinh chợt bùng lên hương vị ngọt ngào nàng đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay hạ thiên rồi nói đi thôi chúng ta đi dùng cơm hai người đi vào quán cơm sinh viên trong khuôn viên trường đại học giang hải sau khi dùng cơm trưa thì quay về cửa hàng hoa cuối cùng cả hai cùng mật ngọt với nhau một buổi chiều dưới sự oán hận của phương hiểu như và hâm mộ của đinh linh hạ thiên và tôn hinh hinh ở bên này tình trạng ý thiếp cực kỳ thoải mái trong khi đó Mộc Hàm ở Kiều Gia cảm thấy rất khó chịu. Đáng lý ra Hạ Thiên tìm được Triệu Thanh Thanh đến thay thế luyện tập, nàng thoát khỏi sự tra tấn của Liễu Mộng, nhưng không ngờ Triệu Thanh Thanh thích học võ nhưng ngờ lại quá yếu, vì vậy mà lúc này nàng, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại bị Liễu Mộng kéo qua. Dù các nàng cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của Liễu Mộng, mà khi Mộc Hàm biết Liễu Mộng mới học võ chưa đến một tháng thì cảm thấy buồn bực. Từ ngày Mộc Hàm còn nhỏ đến bây giờ đã luyện tập suốt ngày, nhưng kết quả cuối cùng của nàng lại kém một người mới luyện chưa đến một tháng, xem ra không có thiên lý. Này, chị Hàm, chị Phượng Nhi, chị Hoàng Nhi, chúng ta như vậy là không được, phó công của chị Mộng học được từ sư phụ, chúng ta không phải là đối thủ của chị ấy. Nơi đây tôi có bí kíp của sư phụ, chúng ta cùng nhau học đối phó với chị Mộng, thế nào? Triệu Thanh Thanh thừa dịp liếu Mộng đói bụng cần phải đi ăn mà bắt đầu lôi kéo ba chị em còn lại để thương lược, đồng thời cũng lấy ra bí kíp gái đánh người tốt, cứ thế mà làm. Mộc Hàm, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đều đồng ý, đúng là không còn biện pháp nào khác, vì sự nghiệp sau này còn trường mặt ra đường mà các nàng phải lợi hại hơn một chút, nếu không cả ngày mặt mũi bầm tím, sao có thể gặp người. Bốn người bắt đầu nghiên cứu bí kíp, gái đánh người, Mộc Hàm cũng chìm đắm vào trong những chiêu thức tinh diệu ở bên trong, mãi đến lúc chuông điện thoại vang lên mới bừng tỉnh. Khi thấy số điện thoại quen thuộc thì tâm tình tốt đẹp của Mộc Hàm đã phóng lên 9 tầng mây. Chương 290, bẫy dập của Long tổ. Thanh Thanh, các người luyện trước, chị xuống lầu nhận điện thoại. Mộc Hàm nói một câu, sau đó nàng cầm lấy điện thoại xuống đi ra phòng luyện công. Sau khi xuống phòng khách và thấy không có người nào thì nàng mới nhấn nút nghe. Tôi còn sống, ông rất thất vọng phải không? Cô sai rồi, cô còn sống thì tôi rất vui sướng. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh nhàn nhạt. nhạt. Điều này đã chứng minh những gì bồi dưỡng cô trong nhiều năm qua rất thành công. Nói như vậy chẳng lẽ tôi phải cảm ơn ông sao? Trong giọng điệu của Mộc Hàm mang theo hương vị châm chọc, nếu là trước kia thì nàng sẽ rất cảm kích, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, mình chỉ là một quân cờ của đối phương mà thôi. Nếu cô thật sự cảm tạ tôi, như vậy cô nên giết chết Hạ Thiên, sau đó cô quay về Long Tổ, sau một khoảng thời gian nữa, thậm chí tôi sẽ nhường vị trí của tôi cho cô giọng nói của người này vẫn rất bình thản, nhưng lời nói lại có sức hấp dẫn rất lớn. Tôi để ông tiếp tục thất vọng rồi, tôi không muốn mưu sát chồng. Mộc hàm hừ lạnh một tiếng nói. Nói như vậy cô tiếp tục muốn mình là đối tượng bị Long Tổ truy sát sao? Giọng nói ở đầu dây bên kia có thêm chút phẫn nộ. Cô có biết làm như vậy sẽ dẫn đến tai nạn cho những người có quen biết với mình không? Ông uy hiếp tôi sao? Mộc hàm rất tức giận tôi chỉ nói cho cô biết một sự thật giọng nói bên kia lại khôi phục sự bình thản cô phản bội quốc gia còn giết chết cả người của long tổ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bắt sạch những người liên quan đến cô tôi dùng tội phản bội quốc gia để bắt giữ bọn họ đến khi đó hậu quả là gì thì cô biết rất rõ đây chỉ là chuyện riêng ông không cần lạm sát kẻ vô tội mộc hàm tức giận quát có phải vô tội hay không đều do tôi quyết định giọng nói bên kia có chút lạnh lùng như tôi nói cô phản quốc cô phải là kẻ phản quốc mộc hàm nghe nói như vậy thì chờ tỉnh táo người này trước kia đều hạ lệnh cho mình cũng không nói nhiều lời hôm nay thái độ đối phương rất khác thường chắc chắn có vấn đề không tầm thường sốt cuộc ông muốn thế nào mộc hàm chậm rãi hỏi nàng bắt đầu ý thức đối phương gọi điện thoại cho mình không phải chỉ là uy hiếp phải có mục đích khác tôi muốn giải quyết triệt để vấn đề này đầu dây bên kia hờ hững nói 8 giờ tối nay tôi hy vọng có thể thấy các người xuất hiện ở câu lạc bộ gôn Giang Đông của thành phố Giang Hải. Chúng ta mặt đối mặt giải quyết vấn đề, nếu cô không muốn liên lụy đến người vô tội thì tốt nhất đừng nên bội ước. Lần này đối phương không cho Mộc Hàm cơ hội nói chuyện, lão vừa nói dứt lời thì cúp điện thoại. Tâm tình của Mộc Hàm cũng trở nên trầm trọng hơn vào lúc này. Mấy ngày nay sóng êm biển lặng đã làm Mộc Hàm sinh ra ảo giác giống như người kia không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ nàng mới biết mình đã sai người kia sẽ không bỏ qua cho nàng, thậm chí còn tự mình đến Giang Hải, mục đích chỉ có một, đó là giải quyết nàng. "Nàng tin, nếu tối nay nàng xuất hiện ở câu lạc bộ Gôn Giang Đông, nàng sẽ không thể thấy được ánh mặt trời ngày mai." Nhưng Mộc Hàm không thể không đi, vì nàng biết rõ năng lượng của người kia, dù là Kiều gia có thế lực mạnh nhất Giang Hải cũng không thể chống lại lão. "Nếu đêm nay nàng không đến ước hội, có lẽ ngày mai Kiều gia sẽ gặp phải tai nạn khó lường." Mộc Hàm không quen biết với Kiều gia nàng cũng không muốn liên quan đến người vô tội. Vì vậy nàng quyết định tối nay sẽ đến ước hội, dù thế nào thì nàng cũng phải giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng Mộc Hàm cũng không muốn đi chịu chết, vì vậy nàng nhanh chóng cầm lấy điện thoại và gọi cho Hạ Thiên. Câu lạc bộ gôn Giang Đông chính là một khu vực chơi gôn chưa mở được bao lâu, tuy tên là Giang Đông nhưng thực tế lại ở vào vùng ngoại thành phía tây Giang Hải, vị trí này bình thường rất vắng, câu lạc bộ gôn Giang Đông cũng không ngoại lệ. 7 giờ 50 phút, Mộc Hàm chạy chiếc Audi A7 đến câu lạc bộ gôn Giang Đông. Chồng, chúng ta xuống thôi. Mộc Hàm nói với Hạ Thiên ở bên cạnh. Tốt, lần này tôi sẽ xử lý tên tổ trưởng của Long Tổ. Hạ Thiên theo Mộc Hàm xuống xe, hai người sóng vai đi vào cửa chính câu lạc bộ gôn Giang Đông. Chồng, tôi cũng không biết rõ thực lực của tổ trưởng, nhưng chắc chắn là rất mạnh, vì vậy cậu nhất định phải chú ý. Mộc Hàm khẽ nhắc nhở. Hạ Thiên không nói gì nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Bây giờ hắn phải nhanh chóng gặp mặt tên tổ trưởng Long Tổ, sau đó xử lý nhanh gọn. Hạ Thiên vốn đang ở cùng tôn Hinh Hinh, hắn đang định buổi tối sẽ leo núi bảy tám lần nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của Mộc Hàm, nói tên tổ trưởng Long Tổ muốn gặp mặt. Hắn cảm thấy có chút khó chịu, tên kia là thứ quái quỷ gì, sao lại ngăn cản hoạt động sung sướng của mình? Đợi đến khi giết chết tên tổ trưởng Long Tổ ngu ngốc, sau đó quay về phải cho chị Hinh chín lần thoải mái hạ thiên tính toán như vậy hắn cũng bước đi nhanh hơn câu lạc bộ gôn giang đông lúc này rất lạnh lẽo không một bóng người nhưng bên trong lại lóe lên ánh đèn mộc hàm không khỏi nhíu mày tuy lúc này gôn trường quạnh quẽ cũng là bình thường nhưng nàng dù sao cũng cảm thấy có gì đó là lạ không nói nên lời nàng sinh ra cảm giác rất nguy hiểm bóng người lóe lên một hình bóng cao to xuất hiện phía trước âm thanh cũng vang lên mộc hàm cô đến rồi sao hạ ưng là anh mộc hàm chỉ cần liếc mắt là nhìn ra đối phương nàng hỏi ngay tổ trưởng đâu đi theo tôi hạ ưng dùng ánh mắt vô tình nhưng cố ý nhìn hạ thiên ở bên cạnh mộc hàm sau đó hắn xoay người đi về phía trước mọi người xuyên qua khu vực tiếp khách đi vào một bãi cỏ rộng lớn đây là mặt sân gôn hạ ưng bước đi rất nhanh hắn luôn đi về phía trước khi đi đến một hồ nước nhỏ thì hắn mới ngừng lại mộc hàm quét mắt nhìn bốn phía ba mặt đều là bãi cỏ một bên là mặt hồ dù bây giờ trời đã tối nhưng vì không có thứ gì che chắn tầm nhìn nên có thể thấy được tất cả mọi thứ trong phạm vi vài trăm mét ngoài hạ ưng và hạ thiên ở bên cạnh thì nàng không còn thấy một ai khác hạ ưng tổ trưởng đâu mộc hàm không nhịn được phải hỏi hạ ưng nhìn mộc hàm khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng mộc hàm cô thật sự cho rằng tổ trưởng chỉ vì một nhân viên nho nhỏ như cô mà đến giang hải sao ông ta lừa tôi đến đây sao vẻ mặt mộc hàm chợt biến đổi, trong lòng càng lo lắng. Tôi đã nói rồi, trong mắt tổ trưởng thì cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi. Hạ ưng cười lạnh, sau đó hắn quay đầu nhìn Hạ Thiên. Tổ trưởng suy đoán không sai, Hạ Thiên, cậu quả nhiên xuất hiện cùng mộc hàm. Tâm tình mộc hàm chợt trầm xuống. Hạ ưng, anh nói, các người chỉ muốn kéo Hạ Thiên đến đây thôi sao? Mộc hàm, tôi chỉ muốn nói, không thiệt thòi tổ trưởng đã bồi dưỡng cô nhiều năm, nhiệm vụ cuối cùng này cô hoàn thành rất khá. Khóe miệng hạ ưng lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó hắn gầm lên. Giết hắn cho tôi. Ao ao. Tiếng nước chảy vang lên, bốn bóng người từ trong hồ nước phóng ra rồi đánh về phía hạ thiên như chớp. Mộc hàm nhanh chóng rút súng nhưng đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm ép đến. Hạ ưng đã phát động thế tấn công với nàng, đồng thời hạ ưng còn khẽ quát. Mộc hàm, đối thủ của cô là tôi. Mộc hàm nhanh chóng lui về phía sau, nàng không am hiểu đánh nhau cận chiến, vì vậy không đám đứng gần bên Hạ ưng. Vì nàng biết rõ, Hạ ưng trong long tổ còn mạnh hơn cả đoạn nhật, nếu chiến đấu sáp lá cả thì nàng không phải đối thủ. Chiến trường phân thành hai phần, Mộc Hàm và Hạ ưng chiến đấu với nhau, Hạ Thiên thì nhận phải đòn tấn công của bốn kẻ địch. Trong bốn người này, thủ đoạn công kích của người nào cũng mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào Hạ Thiên đã từng gặp trước đó. Tốc độ của bốn người này là rất nhanh, trước đó người có thể so sánh tốc độ với hạ thiên là mỹ nhi nhưng tốc độ của bốn kẻ này có thể tương xứng với mỹ nhi chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi bốn người đã phát động hơn trăm lần tấn công hạ thiên vì quá vội vàng mà hạ thiên cũng sinh ra cảm giác luống cuống tay chân hắn dùng phiêu miểu bộ khoảnh khắc sau đã đẩy tốc độ lên cao nhất khó khăn lắm mới tránh thoát công kích những đòn tấn công trực diện hắn không thể không đón đỡ khi cứng đối cứng hắn lại phát hiện lực lượng của đám người này rất hùng mạnh Người nào cũng luôn phiên liều mạng, rõ ràng làm hắn phải sôi máu. Nhưng sau đợt tấn công đầu tiên thì quá trình tấn công của đám người có chút đình trệ, Hạ Thiên chấp lấy cơ hội bắt đầu phản kích. Hắn hóa thành một bóng người nhàn nhạt, nắm đấm tung ra như mưa, khoảnh khắc khi đám người khựng lại, hắn đã đấm ra hơn 10 quyền. Bốn người đều trúng vài quyền không ai ngoại lệ, vài tiếng kêu đau đớn vang lên, bốn người kia bay lên không rồi ngã nặng nề xuống bãi cỏ. Những quyền nặng nề của Hạ Thiên đánh lên người, trên cơ bản thì không ai không ngã, bốn người này cũng không ngoại lệ, tất cả đều nằm sấp dưới đất, không chút động tĩnh. Cũng không gì hơn. Hạ Thiên bĩu môi, hắn có chút thất vọng, sau đó hắn nhìn về phía Mục Hàm đang chiến đấu với Hạ Ưng, hắn phát hiện nàng đang liên tiếp bại, căn bản không là đối thủ của Hạ Ưng. "Này, thằng ngu, đừng ức hiếp vợ tôi." Hạ Thiên quát lên một câu rồi nhào về phía Mục Hàm và Hạ Ưng. Một luồng khí nguy hiểm phóng đến, Hạ Thiên đột nhiên xoay người, hắn thấy có bốn bóng đen đánh về phía mình bốn người vừa bị hắn đánh ngã đã khôi phục lại nặng lực một cách quỷ dị hơn nữa nhìn qua căn bản giống như chưa từng bị thương những đợt tấn công liên hoàn ập đến hạ thiên không thể không tạm thời bỏ qua tính toán dạy bảo hạ ưng hắn vừa dùng phiêu miểu bộ để né tránh thỉnh thoảng vừa đấm ra vài quyền hắn ngạc nhiên phát hiện ra lực lượng của bốn người này không chút suy yếu hơn nữa còn mạnh hơn vừa rồi á à, lúc này một tiếng kêu đau đớn vang lên là âm thanh của Mộc Hàm, rõ ràng Mộc Hàm vừa bị thương ở tay. Hạ Thiên nghe thấy tiếng thét của Mộc Hàm thì không khỏi quay đầu, trong lòng chợt căng thẳng, Mộc Hàm đã bị đánh ngã xuống đất, Hạ Ưng đang cầm lấy một khẩu súng chĩa vào đầu nàng. Chương 291, hai tầng nguy cơ. Thằng ngu, không được giết vợ tao. Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì lập tức nổi giận, hắn tìm vợ dễ dàng sao? Vì lừa Mộc Hàm vào tay mà hắn không tiếc để nàng ám sát một lần, còn cứu nàng nhiều lần. Bây giờ đã nắm vợ trong tay nhưng tên khốn kia muốn giết là giết sao? Vợ có thể nhịn nhưng chồng không thể nhẫn, Hạ Thiên hắn tuyệt đối không thể để cho sự việc kia phát sinh. Hạ Thiên thoát khỏi vòng vây trong nháy mắt, hắn lấy tốc độ mà mắt thường khó thể nhìn thấy đánh về phía Hạ Ưng, bốn người kia cũng bám theo như hình với bóng. Hạ Thiên không quan tâm, hắn đá một cước vào tay cầm súng của Hạ Ưng, sau khi đá vang súng thì một cước lại phóng về phía đầu đối phương. Thân thủ của Hạ Ưng tương đối nhanh nhẹn, Hắn cảm nhận được nguy hiểm từ một đá của Hạ Thiên, vì vậy vội vàng cúi người xuống né tránh. Đùng, Mộc Hàm nổ súng, mục tiêu tất nhiên là Hạ Ưng. Hạ Ưng lăn một vòng tránh một súng của Mộc Hàm, nhưng Mộc Hàm cũng không ngừng. Đùng đùng đùng, tiếng súng vang lên liên tục, Hạ Ưng lúc này cực kỳ khốn khổ, chỉ biết điên cuồng né tránh. Á, à. cuối cùng Hạ Ưng cũng trúng đạn lên đùi, hắn không khỏi kêu lên thảm thiết sau khi trúng đạn thì hắn cũng không tiếp tục lăn lộn cứ đứng yên trên bãi cỏ hạ ưng vì sao các người không muốn buông tha cho tôi mộc hàm dùng súng chĩa vào đầu hạ ưng các người cũng biết rất rõ tôi căn bản không phản bội quốc gia khụ khụ hạ ưng ho khan vài tiếng mộc hàm cô cần gì phải khờ dại như vậy cô biết rất rõ phản bội tổ trưởng chẳng khác nào phản bội quốc gia thúi lắm mộc hàm mắng lớn ông ta lợi dụng Long Tổ để thỏa mãn lợi ích cá nhân, ông ta mới là người phản bội quốc gia. Mộc Hàm, cô cần gì phải lấy trứng trọi đá? Cô biết rất rõ, dù trốn ở đâu cũng khó tránh khỏi cái chết. Tuy Hạ ưng bị Mộc Hàm chĩa súng lên đầu nhưng cũng không có chút sợ hãi, chẳng qua bị trúng một đạn sinh ra cảm giác đau đớn, vì vậy vẻ mặt hắn thỉnh thoảng có chút khổ sở. Cuối cùng ai chết còn chưa xác định. Mộc Hàm hư một tiếng. Đoạn nhận đã chết rồi, bây giờ đến lượt anh. Mộc Hàm, cô nghĩ rằng có chỗ dựa là Hạ Thiên thì không còn gì phải sợ sao? Hạ Ưng đột nhiên đắc ý cười lên ha ha. Cô thật sự có thể cho rằng hắn bảo vệ được mình à? Sao cô không quay đầu xem tình huống của hắn vào lúc này? Mộc Hàm nghe đối phương nói như vậy thì trong lòng sinh ra cảm giác bất an, nàng đột nhiên quay đầu, vẻ mặt biến đổi. Khoảnh khắc này Hạ Thiên còn đang ngồi dưới đất, khóe miệng có vết máu, rõ ràng đã bị thương hạ ưng thừa dịp mộc hàm tâm thần rối loạn mà đưa tay vào ngực một khẩu súng xuất hiện trên tay đùng một tiếng súng vang lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết trên đầu hạ ưng xuất hiện một lổ thủng rõ ràng hạ ưng đã đánh giá thấp mộc hàm khi hắn vừa đưa tay vào ngực thì mộc hàm đã phát hiện động tính sau đó nàng nổ súng không chút do so dự kết thúc tính mạng của hạ ưng đùng 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 mộc hàm quay họng súng bắn bốn phát tất nhiên nàng giải vây cho hạ thiên vì nàng thấy bốn người kia đang tiếp cận hắn. Chồng, cậu không sao đấy chứ? Mộc hàm vừa nổ súng vừa mở miệng hỏi, nàng căn bản không biết vì sao Hạ Thiên bị thương, nhưng nàng có thể đoán được hắn vì cứu nàng mới bị thương. Sự việc cũng giống như những suy đoán của Mộc hàm, Hạ Thiên vì cứu nàng mà cố gắng chống đỡ đòn tấn công của bốn vị cao thủ thần bí. Tuy hắn có băng hỏa linh khí hộ thể nhưng không thể hoàn toàn triệt tiêu lực lượng khổng lồ của bốn người này, vấn đề bị thương là khó thể tránh được. Hạ Thiên ngồi dưới đất, khi thấy bốn người kia tiếp cận mình thì trong lòng rất mê hoặc, nhưng điều làm hắn nghi ngờ chính là bốn người này cứ sau một vòng tấn công sẽ đình trệ trong thời gian ngắn. Cũng giống như bây giờ, bốn người trở nên rất chậm, nếu so sánh với tốc độ vừa rồi thì bây giờ chưa bằng một phần ngàn. Điều làm Hạ Thiên bất ngờ chính là trước đó hắn đã đánh bốn người này bị thương nặng, nhưng nhìn qua thì bốn người lại không sao, chẳng lẽ đám người giống như Lý Minh Hiên, thân thể có cấu tạo đặc thù sao? nhưng dù thân thể có cấu tạo đặc thù thì cũng không thể không có việc gì như vậy được ít nhất cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng khi mộc hàm nổ súng thì bốn người kia còn đang ở vào giai đoạn đình trệ chưa kịp phản ứng vì vậy mà bốn viên đạn găm hẳn vào người vợ tôi không sao khi nghe được những lời hỏi thăm của mộc hàm thì hạ thiên trả lời ngay bây giờ hắn bị thương không tính là nặng nếu so sánh với lúc bị thương dưới tay lý minh hiên thì bây giờ nhẹ hơn khá nhiều Điều này cũng không phải Lý Minh Hiên mạnh hơn đám người ở đây, chẳng qua trước đó hắn thi triển Nghịch Thiên Bát Châm và tiêu hao quá nhiều băng hỏa linh khí, nhưng lúc này băng hỏa linh khí của hắn có rất đầy đủ, dù cứng đối cứng cũng không suy giảm quá nhiều. Khoảnh khắc này tình cảnh chợt biến đổi cực kỳ quỷ dị, bốn người chúng đạn có hai tên đánh về phía Hạ Thiên, hai tên đánh về phía Mộc Hàm. Mộc Hàm đang vui sướng vì bắn trúng bốn kẻ địch, nào ngờ kẻ địch chúng đạn căn bản không có vấn đề gì, vì vậy mà không khỏi ngây người đến khi nàng phục hồi tinh thần trở lại thì đã không còn kịp. Á! À, Mộc Hàm chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn dữ dội, cả người bay bổng, một lực lượng khổng lồ tác động lên người giống như làm cho lục phủ ngũ tạng của nàng lệch vị trí, khí huyết bùng lên, cổ họng ngòn ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nàng rơi từ trên không trung xuống như diều đứt dây. Khi thấy Mộc Hàm chuẩn bị rơi xuống bãi cỏ thì Hạ Thiên lóe lên phóng đến ôm nàng vào lòng. Bốn tên ngu ngốc này chết chắc rồi. Hạ Thiên nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mộc Hàm, hắn đã hoàn toàn nổi giận, vợ bị đánh trước mặt mình, đúng là quá mất mặt. Hai tên không tấn công được cũng bám theo Hạ Thiên, tiếp tục tấn công dữ dội. Lần này Hạ Thiên không tránh né, hắn đón đỡ tất cả. Phụt! Hạ Thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau khi liên tục cứng đối cứng thì thân thể hắn càng bị thương nghiêm trọng. Chồng, nhanh, đi nhanh, bốn người này, không bình thường. Mộc Hàm trong ngực Hạ Thiên dùng giọng suy yếu nói, vết thương của nàng rất nặng nhưng đầu óc vẫn còn thanh tỉnh, nàng cảm thấy thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bỏ chạy mới là sáng suốt. "Vợ đừng sợ, tôi cũng biết bốn tên khốn này là thứ gì." Hạ Thiên an ủi Mộc Hàm, trên tay xuất hiện một cây ngân châm, sau đó hắn nhào về phía hai tên kia. Lợi dụng khoảng thời gian đình trệ tấn công của đối phương, Hạ Thiên nhanh chóng đâm hơn 10 châm lên người hai tên này, sau đó cả hai nhanh chóng ngã xuống. Hạ Thiên cũng không trần trừ mà phóng về phía hai tên còn lại, hắn dùng tốc độ sấm sét để đâm vài chục cái lên người đối phương, hai tên này cũng nhanh chóng ngã xuống không phát ra tiếng động. Hạ Thiên giải quyết bốn tên này mà không mất chút sức lực, hắn ôm Mộc Hàm ngồi xuống đất rồi thở phì phò liên tục. Trông, bọn họ, bọn họ chết hết rồi sao? Giọng nói của Mộc Hàm vẫn rất suy yếu. Chết rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trên tay hắn lại xuất hiện ngân châm. Vợ, trước tiên tôi chữa thương cho chị. Chồng, không, không vội, tôi còn chịu được, cậu cậu nghỉ ngơi trước đi. Mộc hàm thấy Hạ Thiên thở phì phò thì biết tình huống của hắn không quá tốt, vì vậy nàng vội khuyên. Hạ Thiên không quan tâm đến lời nói của Mộc hàm, hắn dùng châm đâm vào người nàng. Hắn là thầy thuốc, hắn còn hiểu rõ tình huống của Mộc hàm hơn cả chính Mộc hàm, hắn biết tình hình của nàng rất nghiêm trọng. Nếu không chữa ngay thì sợ rằng hắn sẽ thiếu đi một bà vợ Một châm sinh, hai châm tử, nếu là bình thường thì Hạ Thiên sẽ không quyết định sử dụng nghịch thiên bát châm ở đây, nhưng bây giờ vì cứu vợ, hắn không thể không ra tay. Nhưng lúc này hắn chỉ cần đệ nhất châm là được, nếu so ra thì đệ nhất châm tiêu hao ít băng hỏa linh khí nhất. Thực tế bây giờ Hạ Thiên cũng chỉ có thể thi triển được đệ nhất châm, vừa rồi đánh bốn vị cao thủ, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại tiêu hao khá nhiều băng hỏa linh khí của hắn. Hơn nữa hắn còn bị thương, vì vậy công lực của hắn không còn được ba phần thời hưng thịnh thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ mặt tái nhợt của Mộc Hàm dần trở nên hồng hào, dưới tác dụng của đệ nhất châm nghịch thiên bát châm thì thân thể Mộc Hàm bắt đầu khôi phục với tốc độ rất nhanh, nhưng vẻ mặt Hạ Thiên thì dần trở nên trắng bệch. Sau một phút thì vẻ mặt Mộc Hàm cuối cùng cũng khôi phục lại như thường, cảm giác tức ngực và đau đớn cũng dần biến mất. Cuối cùng Hạ Thiên cũng rút châm khỏi người nàng, hắn chống tay lên bãi cỏ, thân thể giống như suy yếu đến mức bất cứ lúc nào cũng đổ xuống. Ai, mộc hàm đột nhiên nhảy dựng lên sau khi thân thể khôi phục thì tính cảnh giác cũng phục hồi khoảnh khắc này nàng đột nhiên cảm giác có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nếu không muốn chết thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi xuống không nên cử động giọng nói chuyển đến từ một nơi không xa mộc hàm nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối có một dáng người với đường cong lung linh tóc dài bồng bềnh hai tay nắm lấy hai khẩu súng hai họng súng chĩa về phía mộc hàm và hạ thiên tuy mộc hàm không nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ nhưng có thể cảm nhận được khí thế khủng bố trực giác nói cho nàng biết cần phải nghe lệnh của đối phương vì vậy nàng lại ngồi xuống với hạ thiên dù bây giờ hạ thiên có vẻ suy yếu đến mức có thể ngã bất cứ lúc nào nhưng trong tiềm thức thì mộc hàm vẫn cảm thấy có hạ thiên ở bên cạnh là rất an toàn cô là ai mộc hàm hỏi ám ảnh đoàn ngải vi nhi người phụ nữ tóc dài nói ra vài chữ vẻ mặt mộc hàm chợt biến đổi lớn chương 292, ám giả tinh linh. Ám giả tinh linh Ngải Vi Nhi. Trong giọng nói của Mộc Hàm có chút run rẩy Danh tiếng của Ngải Vi Nhi có lẽ người thường chưa từng nghe qua, nhưng Mộc Hàm thân là một thành viên của Long Tổ. Trên bản sát thủ toàn cầu thì ám giả tinh linh Ngải Vi Nhi xếp hạng 3, cũng là nữ sát thủ duy nhất trong bảng xếp hạng 10 sát thủ. Trong 10 đại sát thủ toàn cầu thì bất kỳ người nào cũng cực kỳ hùng mạnh, dù là những người nằm trong bảng xếp hạng 100 cũng có thực lực rất mạnh. Mộc Hàm đối mặt với bất kỳ một sát thủ nào trong số này cũng khó có thể nắm chắc chiến thắng, mà loại sát thủ nằm trong bảng xếp hạng 10 người mạnh nhất, nàng càng không thể có khả năng chiến thắng. Mộc Hàm vừa rồi bị trọng thương, bây giờ nàng đã khôi phục nhưng tất cả trạng thái đều khó thể phục hồi khả năng tốt nhất. Đừng nói bây giờ bị Ngải Vi Nhi chĩa súng vào người, dù đối phương vừa xuất hiện thì nàng cũng chỉ sợ không kịp phản ứng. Tốt, cô đã biết tôi, như vậy tôi sẽ không cần giới thiệu nhiều. Ngải Vi Nhi lạnh lùng nói, trong bóng tối thì hai mắt nàng có vẻ sáng ngời, còn bùng ra hai luồng hàn quang khiếp sợ lòng người. Nhưng Ngải Vi Nhi không phải nhìn Mộc Hàm, nàng nhìn Hạ Thiên. Cô muốn thế nào? Mộc Hàm tiếp tục hỏi, Ngải Vi Nhi không nổ súng, điều này có nghĩa là đối phương không muốn giết chết bọn họ ngay lập tức. Ngải Vi Nhi không trả lời vấn đề của Mộc Hàm, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Trong thời gian một tháng, sát thủ ám ảnh đoàn của chúng tôi đã có 5 sát thủ chết trong tay cậu, đây là tổn thất rất lớn cho ám ảnh đoàn, tôi phải thừa nhận cậu rất có bản lĩnh. Điều này là đương nhiên, tôi rất có bản lĩnh. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Ngài Vi Nhi, tuy giọng điệu có chút suy yếu nhưng hắn vẫn không sợ hãi. Trong bóng tối hắn vẫn có thể nhìn rõ bộ dáng của Ngài Vi Nhi, khoảnh khắc này trong lòng hắn vừa kinh sợ vừa vui mừng. Một gương mặt tuyệt mỹ không có bất kỳ tì vết nào, chỉ cần nhìn làn da là biết nàng không phải là phụ nữ phương Đông, nhưng mái tóc của nàng lại rất đen, mà cách ăn mặc lại làm Hạ Thiên nhớ đến Isabella, vì hai người ăn mặc giống nhau như đúc, đúng là có thể nói cùng một khuôn. Trên người ngải vi nhi bùng ra khí thế cực kỳ khủng bố, hai con người bùng ra hàn quang tràn đầy tính xâm lược, mà mỗi bộ phận cơ thể nàng giống như đều ẩn giấu năng lượng cực mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng ra, làm Hạ Thiên sinh ra cảm giác hoang dại. Vì cậu có chút bản lĩnh vì vậy tôi cho cậu một cơ hội. Ngải Vi Nhi hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần cậu tình nguyện gia nhập ám ảnh đoàn, tôi sẽ không giết cậu. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, không có chút do dự. Ngải Vi Nhi không khỏi có chút xứng sờ, nàng hoàn toàn không ngờ Hạ Thiên lại đồng ý sảng khoái như vậy, điều này vượt qua dự đoán của nàng. Mộc Hàm cũng ngẩn ngơ. Chồng, cậu, cậu, cậu thật sự muốn gia nhập ám ảnh đoàn sao? Tất nhiên là thật. Hạ Thiên trả lời rất chuyên chú. Ngải Vi Nhi khẽ cau mày, nàng lạnh lùng nói: "Hạ Thiên, tôi hy vọng cậu biết rõ, nếu đồng ý gia nhập Ám Ảnh Đoàn thì không thể thay đổi, nếu không sẽ bị Ám Ảnh Đoàn trả thù cực kỳ khủng bố." "Tôi biết rõ, Ám Ảnh Đoàn nhận được nhiệm vụ thường chỉ biết ám sát mục tiêu, sẽ không ảnh hưởng đến người vô tội, nhưng nếu có người phản bội Ám Ảnh Đoàn, dù người này có bao nhiêu người thân và bạn bè thì đều bị Ám Ảnh Đoàn đuổi giết." Cũng vì thế mà ám ảnh đoàn được thành lập vài chục năm nhưng chưa ai dám phản bội lại tổ chức. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn biết khá rõ mọi chuyện của ám ảnh đoàn, tất nhiên cũng đều lấy được từ miệng nhị sư phụ. Trong mắt Ngải Vi nhi lóe lên cái nhìn kinh ngạc, rõ ràng nàng không ngờ Hạ Thiên biết rõ ám ảnh đoàn như vậy. Hơn nữa hắn biết rõ các hậu quả như trên mà còn dễ dàng đồng ý tham gia ám ảnh đoàn, như vậy cũng không tầm thường. Cậu thật sự đồng ý gia nhập ám ảnh đoàn sao? Ngải Vi Nhi hỏi lại một câu, đây là chuyện lớn với ám ảnh đoàn, tuy vừa rồi ám ảnh đoàn sẽ không phát triển tốt, lại liên tiếp tổn thất nhiều sát thủ, thậm chí còn mất một tên sát thủ kim bài, nhưng nếu thu nạp được Hạ Thiên, như vậy có thể nói một tháng vừa qua ám ảnh đoàn không tổn thất gì, thậm chí còn có thu hoạch lớn. Nhưng cũng vì chuyện này rất quan trọng nên Ngải Vi Nhi phải hỏi lại Hạ Thiên, nàng phải xác nhận dây là sự thật, không thể tin những lời dối trá của đối phương. Đúng vậy, Hạ Thiên lại gật đầu, nhưng chị phải đồng ý tôi hai điều kiện. Điều kiện gì? Khi nghe Hạ Thiên nói đến điều kiện thì Ngải Vi Nhi không giận mà vui, nếu có điều kiện thì ý nghĩa đối phương thật sự muốn gia nhập ám ảnh đoàn. Đối với ám ảnh đoàn thì chỉ cần đối phương là nhân tài, bọn họ không ngại bất kỳ điều kiện gì, dù là tiền tài hay người đẹp, ám ảnh đoàn đều có thể cung cấp. Điều kiện thứ nhất, tôi muốn làm đoàn trưởng ám ảnh đoàn. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói ngài Vi Nhi vừa mới vui sướng nhưng nghe điều kiện của Hạ Thiên thì nổi giận. Cậu nói gì? Cậu muốn làm đoàn trưởng sao? Đúng vậy, tôi lợi hại nhất, tất nhiên phải là đoàn trưởng. Hạ Thiên gật đầu rất chân thành. Nhị sư phụ của tôi đã nói rất rõ, tôi muốn gia nhập bất kỳ tổ chức nào cũng được, nhưng dù gia nhập vào đâu cũng phải làm đại ca. Với thân phận của tôi sao có thể làm tiểu đệ được? Ngài Vi Nhi nghe nói như vậy thì biết Hạ Thiên cũng không phải đang đùa giỡn mình. Chỉ cần nghe ý nghĩ lời nói thì biết đối phương thật sự muốn làm đoàn trưởng, vì hắn cảm thấy sát thủ bình thường rất mất thân phận. Điều kiện thứ hai là gì? Ngải Vi Nhi cắn răng hỏi, với bản lĩnh của đối phương thì muốn làm đoàn trưởng cũng không phải là không thể. Ám ảnh đoàn luôn là nơi kẻ mạnh làm vua, vì vậy điều kiện này tuy nghe rất chối tai nhưng cũng không phải không thể đồng ý. Vì vậy nàng quyết định phải nghe điều kiện thứ hai, nếu điều kiện thứ hai không quá khó, như vậy lần này có thể thành công điều kiện thứ hai, chính là chị phải làm vợ tôi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp và tư thái tuyệt vời của Ngải Vi Nhi, hắn nghiêm trang nói. Có phải cậu muốn chết không? Ngải Vi Nhi thiếu chút nữa đã bóp cò, nàng đã gặp nhiều sắc lang, nhưng lần đầu tiên thấy một sắc lang thế này, chết đến nơi mà còn có ý với nàng. Tôi tìm vợ, không tìm chết. Hạ Thiên chân thành uốn nắn Ngải Vi Nhi. Hạ Thiên, tôi có thành ý mời cậu gia nhập ám ảnh đoàn, nhưng cậu không có thành ý nếu như vậy đừng trách tôi không khách khí giọng nói của ngải vi nhi lạnh như băng một luồng sát khí lạnh thấu xương bùng ra trên người nàng nếu nói nàng vẫn có thể tiếp nhận điều kiện thứ nhất thì điều kiện thứ hai lại không thể bây giờ nàng là người thắng thế mạng nhỏ của hạ thiên trong tay nàng vậy mà hắn còn dám ép nàng làm vợ điều này sao có thể hạ thiên lại có ý nghĩ khác biệt với ngải vi nhi tôi cũng có thành ý rồi đấy chứ chỉ cần chị đồng ý làm vợ tôi để tôi làm đoàn trưởng ám ảnh đoàn như vậy tôi sẽ gia nhập ám ảnh đoàn gần đây tôi nói lời rất giữ lời khi thấy bộ dạng chăm chú của hạ thiên thì ngải vi nhi thiếu chút nữa đã sinh ra xúc động muốn bắn người mộc hàm ở bên cạnh chợt dở khóc dở cười người này đúng là gặp ai cũng muốn lấy làm vợ chỉ cần quan tâm đối phương có đẹp hay không mà thôi thậm chí ngay cả ám giả tinh linh ngải vi nhi cũng muốn lấy làm vợ hạ thiên cậu không thấy bộ dạng của mình lúc này có tư cách nói điều kiện với tôi sao? Ngải Vi Nhi lạnh lùng nói. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất là gia nhập ám ảnh đoàn, thứ hai tôi bắn chết cậu. Hạ Thiên cũng cười hì hì. Tôi cũng cho chị hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn làm vợ tôi, hai là tôi sẽ đánh mông chị, sau đó ép làm vợ tôi. Không biết sống chết. Gương mặt Ngải Vi Nhi phát lạnh, nàng đã muốn bóp cò cho Hạ Thiên về địa ngục. Chờ chút, Mộc Hàm vội hô lên. Ngải Vi Nhi kiềm chế sát ý trong lòng, nàng nhìn Mộc Hàm. Cô muốn nói gì? Ngải Vi Nhi, tôi biết cô không muốn giết Hạ Thiên, cô muốn hắn gia nhập ám ảnh đoàn phải không? Mộc Hàm hỏi. Nói nhảm. Ngải Vi Nhi tức giận trả lời, nếu nàng chỉ muốn giết Hạ Thiên thì việc gì phải dây dưa đến lúc này? Nàng sẽ căn bản không cần xuất hiện, sẽ trực tiếp bắn chết đối phương. Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên. Chồng cậu cũng muốn lấy ngải vi nhi làm vợ phải không đúng vậy nếu chị ấy đồng ý làm vợ tôi tôi sẽ tình nguyện gia nhập ám ảnh đoàn hạ thiên phàn nàn tôi hy sinh lớn như vậy chẳng lẽ không sơ múi gì sao ngải vi nhi nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa lại bắn chết hạ thiên hy sinh lớn sao không biết bao người muốn gia nhập ám ảnh đoàn mà còn chưa có cơ hội nếu như vậy thì hai người luận võ đi người nào thắng sẽ phải đồng ý điều kiện của đối phương hai người cảm thấy thế nào? Mộc hàm nhanh chóng hỏi, sau đó bổ sung thêm một câu. Chỉ được so sánh võ công, không được dùng súng. Được, tôi đồng ý. Ngải Vi Nhi đồng ý đầu tiên. Hạ Thiên, chúng ta luận võ, nếu cậu thua thì phải gia nhập ám ảnh đoàn, nếu sau đó còn đổi ý thì ám ảnh đoàn sẽ đuổi giết thân nhân và bạn bè của cậu. Hạ Thiên cười hì hì nói. Không có vấn đề, nếu chị thua thì phải làm vợ cho tôi, còn chuyện có làm đoàn trưởng ám ảnh đoàn hay không cũng chẳng sao. nếu chị đổi ý, dù chạy đến chân trời góc biển nào cũng sẽ bị tôi bắt về. được, một lời đã quyết định. ngải vi nhi thu hồi hai khẩu súng, nàng quát lên với hạ thiên. hạ thiên, để xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh hơn người. hạ thiên cuối cùng cũng đứng lên, dù là mộc hàm hay ngải vi nhi cũng có thể thấy hắn đứng không ổn, hai chân loạn choạng giống như chỉ cần một cơn gió cũng thổi bay. trông cậu làm sao vậy? Mộc hàm khẽ hỏi, trong lòng có chút chua sót, nàng biết mình đã ép hắn vào hoàn cảnh nguy nan. Hạ thiên, thôi thì cậu dứt khoát nhận thua đi. Trong giọng nói của ngài Vi Nhi mang theo chút khinh thường, nàng tin Hạ thiên vào thời cực thịnh có thể so cao thấp với mình, nhưng bây giờ đối phương rõ ràng không chịu được một đòn. chương 293, Sư Tỷ Hạ thiên nở nụ cười sáng lạn. Chị ngải Vi Nhi, chị phải dứt khoát làm vợ tôi, nếu không chút nữa tôi sẽ đánh mông chị muốn chết ngải vi nhi cuối cùng cũng không nhịn được nữa nàng hóa thành một luồng hắc ảnh đánh về phía hạ thiên một trưởng vỗ vào ngực hắn hạ thiên hầu như không kịp có bất kỳ phản ứng nào hắn bị một trưởng của ngải vi nhi đánh bay sau đó ngã nặng nề lên bãi cỏ rồi há mồn phun ra một ngụm máu tươi mà ngải vi nhi rõ ràng cũng thủ hạ lưu tình vì nàng cũng thật sự không muốn đánh chết hạ thiên bây giờ cậu đã nhận thua chưa Ngải Vi Nhi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên trên mặt đất. Hạ Thiên chậm rãi bò lên, hắn lầm bầm. Không ngờ bị vợ tương lai đánh bay, đúng là quá mất mặt. Hạ Thiên lấy từ trong túi quần ra một cây ngân châm, hắn đâm kim vào đầu mình, sau đó hắn nhìn Ngải Vi Nhi. Vợ tương lai, chị làm chồng mất mặt, vì vậy chị phải nhận trừng phạt, tôi quyết định đánh mông chị. Hạ Thiên còn chưa nói xong thì đã biến mất, Ngải Vi Nhi đang định quá lên thì cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm kéo đến gần. Nàng vội vàng tránh lên vài bước, đồng thời đấm về phía cảm thấy nguy hiểm, nhưng một quyền của nàng chỉ đánh vào không khí. Cảm giác nguy hiểm lúc này vẫn bám theo Ngải Vi Nhi như hình với bóng, điều làm cho Ngải Vi Nhi kinh ngạc chính là cảm giác hạ thiên ở bên cạnh mình nhưng không thể nhận biết chính xác đang ở đâu, cũng không biết từ nơi nào kéo đến. Điều nàng cần làm duy nhất chính là liên tục di chuyển, đồng thời liên tục tấn công về các phía. Nhưng phương pháp này rõ ràng là không hiệu quả. Đét. Một âm thanh giòn tan vang lên, mông trái của Ngải Vi Nhi truyền đến cảm giác đau đớn và nóng bỏng, lúc này âm thanh của Hạ Thiên đã vang lên. Một lần. "Hạ Thiên, cậu thật sự muốn chết phải không?" Ngải Vi Nhi vừa thẹn vừa giận, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bị ai đánh vào mông, lại càng chưa từng bị người đàn ông nào đánh vào mông. Đét. Lại một âm thanh giòn tan vang lên mông phải của ngải vi nhi truyền đến cảm giác đau đớn và nóng bỏng, giọng nói của Hạ Thiên lại vang lên. Thứ hai, Hạ Thiên, tôi muốn giết cậu. Ngải vi nhi thiếu chút nữa thì nổi điên, đây mà là cao thủ sao? Phải nói là lưu manh, hèn gì hắn có thể làm ra mọi chuyện với Isabella. Đét, lại một âm thanh giòn tan vang lên, ngải vi nhi cảm thấy mông khá đau đớn, đồng thời còn nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên. Chị vợ tương lai, ba lần đột nhiên ngài Vi Nhi cảm thấy luồng khí tức nguy hiểm biến mất, lúc này Hạ Thiên lại xuất hiện trước mắt nàng 3 mét, hắn cười hì hì nhìn nàng. Chị ngài Vi Nhi, bây giờ đã đồng ý làm vợ tôi chưa? Mộc hàm ở một bên lại trợn mắt há mồm, Hạ Thiên chẳng phải suy yếu đến mức không chịu nổi một đòn sao. Sao lúc này lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi hắn giả vờ, nhưng bộ dạng cũng không giống như đang giả vờ, ít nhất nàng có thể xác định hắn phun máu, đây là sự thật. Ngải Vi Nhi đột nhiên vung tay, hai luồng sáng phóng về phía Hạ Thiên. Phi đao sao? Hạ Thiên khẽ ổ lên, hấp lập tức tránh qua, nhưng khi còn chưa đứng vững thì hai phi đao khác đã phóng đến với tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi. Hạ Thiên lại tránh phi đao, nhưng cũng giống như thước đó, khi hắn còn chưa đứng vững thì phi đao đã phóng đến, lần này là bốn phi đao. Đúng lúc Hạ Thiên muốn tránh né thì Ngải Vi Nhi đã vùng vẫy hai tay, khoảnh khắc này có vài chục phi đao liên tục được bắn ra, những phi đao nếu không phải bắn thẳng về phía Hạ Thiên thì cũng bắn về bốn phía, rõ ràng đã bao phủ tất cả những vị trí mà hắn có thể né tránh. Kỹ xảo phi đao như vậy làm Mộc Hàm phải trợn mắt há mồm, ám giả tinh linh quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần tuyệt kỹ phi đao như vậy cũng tin chắc không có mấy người trên thế giới có thể tránh được. Mộc Hàm cũng biết rõ, dù là mình cũng khó thể tránh thoát. "Trông, chú ý." Mộc Hàm nhịn không được phải hô lên một câu dù trong tiềm thức nàng cho rằng Hạ Thiên có thể né tránh phi đao, nhưng khi thấy hắn không nhúc nhích thì vẫn phải nhắc nhở. Phi đao đến trong nháy mắt, tổng cộng có vài chục phi đạo được tung ra với thời gian khác nhau nhưng hầu như đến người Hạ Thiên lại cùng một thời điểm. Một hàm không tự chủ được phải nhịn thở, trái tim cũng giống như nhảy lên cuống họng. Đang lúc nàng không biết Hạ Thiên sẽ tránh né thế nào thì đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, hắn vẫn không động, căn bản không né tránh. Hạ Thiên vung hai tay dùng tốc độ cực nhanh thu lấy bốn thanh phi đao được ném ra đầu tiên, vài chục phi đao phía sau thì hầu như cùng áp lên người Hạ Thiên trong cùng một thời gian. Người và phi đao cùng phóng đi, tuy nhìn qua có vẻ rất mạo hiểm nhưng không gây ra cho Hạ Thiên bất kỳ nguy hiểm gì. Một luồng sáng lóe lên, trên tay ngải vi nhi là một cây đao, nhưng đây không phải là phi đao, giống như một thanh dao găm nhưng dài hơn và chỉa ra vài gai sắc. Ngải vi nhi cầm lấy dao găm rồi nhanh chóng đâm về phía Hạ Thiên những luồng sáng lạnh lẽo lóe lé lên Ngải vi nhi dùng dao găm đâm vài chục nhát lên không trung tạo thành một lưới đao phóng đến chùm lên người hạ thiên vẻ mặt hạ thiên trở nên rất kỳ quái hắn cũng không trả đòn mà bộ dạng giống như đang nhàn nhã dạo chơi trên bãi cỏ tuy động tác của hắn có vẻ rất chậm nhưng lại có thể tránh thoát tất cả đòn tấn công của ngài vi nhi Ngải vi nhi dần phát hiện ra tình cảnh kỳ lạ mỗi lần nàng tấn công thì đối phương giống như dự đoán được vị trí tấn công của mình thậm chí trước khi nàng tấn công thì hắn đã né tránh cũng vì vậy mà đối phương mới tùy ý né tránh chẳng mất chút sức lực nào vợ tương lai đao pháp của chị học từ ai vậy hạ thiên đột nhiên mở miệng hỏi đáng tiếc là ngài vi nhi không muốn trả lời hạ thiên nàng nhanh chóng đẩy mạnh nhịp độ tấn công khoảnh khắc này mộc hàm đã không thể nhìn rõ động tác của ngài vi nhi nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng đao lóe lên lóng lánh trong lòng mộc hàm lại sinh ra cảm giác lo lắng hạ thiên có chống đỡ được thế tấn công khủng bố của ngải vi nhi hay không á à, một tiếng kêu đau đớn vang lên ánh đao cũng biến mất mộc hàm xoa xoa mắt với tin tưởng cảnh tượng trước mắt ngải vi nhi vừa rồi tấn công như thủy triều đang ngã lăn trên mặt đất mà hạ thiên trước đó luôn né tránh đang nằm trên người nàng hạ thiên đặt ngải vi nhi nằm bên dưới sau đó hắn hôn tới ngải vi nhi không né tránh nàng cứ để cho hạ thiên hôn xuống nhưng khoảnh khắc khi nụ hôn bắt đầu thì hạ thiên đã nghiêng người lăn xuống người ngải vi nhi mộc hàm ở ngoài thấy rõ một điểm sáng bắn ra trên môi ngải vi nhi rõ ràng trong miệng nàng cũng có dấu ám khí dấu đao trong môi quả nhiên là tuyệt kỹ của nhị sư phụ hạ thiên đứng lên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vi vi sao chị lại tinh thông đao pháp của nhị sư phụ khi nghe được câu nói này thì gương mặt vốn tức giận của ngải vi nhi lại trở nên đỏ bừng tuy vậy vẻ mặt vẫn không khỏi biến đổi Cậu nói gì? Đao pháp của tôi giống như nhị sư phụ của cậu sao? Đúng vậy, đao pháp của chị thật ra tôi đã học qua. À, thật ra tôi còn thành thục hơn, vì vậy tôi cũng biết chị sẽ tấn công ở đâu, căn bản không có gì uy hiếp với tôi. Hạ Thiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Ngải Vi Nhi. Kỳ quái, nhị sư phụ chưa từng nói đã dạy đao pháp này cho ai khác, chẳng lẽ chị là vợ của nhị sư phụ? Không đúng, chị cũng không lớn tuổi hơn tôi nhiều lắm hơn nữa còn là xử nữ, sao lại là vợ của nhị sư phụ được? Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Ngải Vi Nhi nghe thấy Hạ Thiên còn nói thẳng ra vấn đề mình là xử nữ, vì vậy mà nàng hận không thể bóp chết hắn. Nhưng lúc này nàng đã bắt đầu ý thức được sự hùng mạnh của hắn, trước đó nàng nghĩ rằng đánh bại Hạ Thiên rất dễ dàng, nhưng không ngờ nàng bỏ ra tất cả vốn liếng vẫn thua trong tay Hạ Thiên. Chẳng lẽ chị là người của nhị sư phụ, nhưng nhị sư phụ đã ở trên núi 20 năm, cũng không thể nào dạy đao pháp cho chị được. Đúng là kỳ quái, rốt cuộc chị học được từ đâu. Hạ Thiên càng nghĩ càng không rõ. Nhị sư phụ trong miệng cậu có phải là tên khốn kiếp sát thần Ngải Luân không? Ngải Vi Nhi hỏi bằng từng câu từng chữ rất rõ ràng. Sát thần Ngải Luân sao? Khi nghe thấy cái tên này thì Mộc Hàm cũng kinh hoàng. 20 năm trước người này là đệ nhất sát thủ. Năm xưa có vinh dự là thần thoại của giới sát thủ. Vì vậy mới có cái tên sát thần. Nhưng đây là nhị sư phụ của Hạ Thiên sao? Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ. "Này, chị thật sự biết nhị sư phụ của tôi sao? Ôi giào, chị là con gái của nhị sư phụ tôi sao?" Trong lòng Mộc Hàm không khỏi có chút kích động, hèn gì Hạ Thiên lợi hại, thì ra là đồ đệ của sát thần. Ngải Vi Nhi thì càng thêm kích động, nàng giống lên với Hạ Thiên. "Tên khốn ngải Luân kia đang ở đâu?" "Chị không phủ nhận, xem ra chị là con gái của nhị sư phụ." cả hai cùng họ ngải, nói như vậy chị là sư tỷ của tôi. Vậy thì quá tốt, đại sư phụ nói sư tỷ trời sinh làm vợ cho sư đệ, vì vậy bây giờ sư tỷ là vợ tôi. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Nhưng này, sư tỷ, tuy nhị sư phụ thật sự rất khốn kiếp nhưng chị là con gái của ông ấy, gọi là tên khốn cũng không hợp lắm đâu. Cậu câm miệng cho tôi. Ngải Vi Nhi hầu như bị những lời nói bậy bạ của Hạ Thiên mà sinh ra cảm giác muốn chém người cậu mau nói cho tôi biết, tên khốn ngải luân kia đang ở đâu. Sư tỷ, chị rất muốn tìm nhị sư phụ sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hạ Thiên cũng không đợi ngải Vi Nhi trả lời mà cười hì hì. Thật ra cũng đơn giản thôi, bây giờ chị là vợ tôi, sau này tôi sẽ đưa chị về núi, chị có thể gặp nhị sư phụ. Ngải Vi Nhi siết chặt nắm đấm, hai con người lại bắn ra hàn quang, sát khí lạnh thấu xương lại bùng lên. Nàng trừng mắt nhìn giống như muốn nuốt gọn Hạ Thiên khoảnh khắc này Mộc Hàm sinh ra cảm giác hít thở không thông, sát khí của Ngải Vi Nhi làm nàng khó thở nổi. Audio điện tử võ tấn bền chương 294, Di chứng Sát khí hùng mạnh của Ngải Vi Nhi tuy gây ra áp lực rất lớn cho Mộc Hàm nhưng rõ ràng không ảnh hưởng gì đến Hạ Thiên, hắn vẫn cười hì hì nhìn Ngải Vi Nhi, càng dùng ánh mắt để thưởng thức những đường cong tuyệt vời của nàng. Tôi sẽ còn đến tìm cậu. Sát khí chợt thu lại, Ngải Vi Nhi xoay người chạy vội, ngay sau đó đã biến mất trong màn đêm. "Này sư tỷ, đừng đi vội vàng vậy chứ." Hạ Thiên không khỏi nói một câu nhưng cũng không đuổi theo, hắn thầm nói. "Phụ nữ quả nhiên không chịu gánh trách nhiệm, Nghị Nhi là như vậy, sư tỷ cũng như vậy." Buổi sáng Nghị Nhi chạy ra khỏi câu lạc bộ linh, bây giờ Ngải Vi Nhi cũng chạy mất, trong vòng một ngày mà có hai phụ nữ không tính toán gì cả mà lén chạy trốn, điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy buồn bực lần sau nếu gặp mặt các nàng, hắn sẽ phải nghĩ biện pháp làm sao cho các nàng khỏi chạy mất. Mộc hàm thở ra một hơi, từ khi ngải vi nhi xuất hiện thì nàng luôn ở trong trạng thái cực kỳ áp lực. Bây giờ đối phương đã bỏ đi, nàng cũng được giải thoát. Mộc hàm đảo mắt qua năm thi thể nằm trên bãi cỏ, trong lòng sinh ra cảm giác nói không nên lời. Những người này đáng lý ra phải đi đối phó với những người phản quốc, nàng căn bản không phản quốc, thậm chí cả hạ thiên cũng là như vậy nhưng đến bây giờ nàng vẫn không hiểu rõ vì sao đám người kia lại cố giết hạ thiên cho bằng được chẳng lẽ nguyên nhân vì hạ thiên là đồ đệ của sát thần ngải luân trong đầu mộc hàm lóe lên ý nghĩ này nhưng cũng nhanh chóng bị loại trừ nàng khẳng định đám người kia không biết thân phận của hạ thiên nếu đối phương biết thì trước đó sẽ nói cho nàng biết chuyện này vợ chúng ta đi nhanh thôi giọng nói của hạ thiên vang lên bên tai cắt đứt dòng suy nghĩ của mộc hàm mộc hàm quay đầy lại nhìn và lập tức chấn động chồng cậu không sao đấy chứ hạ thiên vừa rồi còn cực kỳ tinh lực bây giờ vẻ mặt đã cực kỳ tái nhợt thân thể run rẩy sắp đổ lúc này mộc hàm mới chợt nhớ ra giọng nói của hạ thiên vừa rồi thật sự quá suy yếu không có gì chúng ta mau trở về nhà tiểu kiều chị mộng có thể giúp tôi hạ thiên tiến một bước về phía mộc hàm đột nhiên hắn bổ nhào về phía trước và té sắp xuống mộc hàm nhanh chóng tiến lên nàng cho hạ thiên ngã vào lòng tuy vừa rồi nàng không biết vì sao hạ thiên lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy nhưng lúc này thì đã hiểu trước khi ngải vi nhi xuất hiện thì hắn đã có biểu hiện rất suy yếu điều này cũng không phải là giả vờ mà bây giờ tình huống của hắn còn tồi tệ hơn cả trước khi ngải vi nhi xuất hiện nàng phải lập tức đưa hạ thiên đi nếu không tiếp tục xuất hiện một cao thủ như ngải vi nhi thì hắn chết chắc mộc hàm nghĩ vậy thì dứt khoát bế hạ thiên lên nàng nhanh chóng rời khỏi sân gôn, chạy đến chiếc Audi A7, sau đó mới thở vào một hơi. Mộc Hàm mở cửa xe, đưa Hạ Thiên lên xe, sau đó khởi động xe rời khỏi câu lạc bộ gôn Giang Đông. Mộc Hàm chạy xe như điên, không biết đã chạy qua bao nhiêu đèn đỏ, vượt qua bao nhiêu chiếc xe, thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn giao thông. Cuối cùng mất chưa đến vài phút đồng hồ thì nàng đã chạy từ câu lạc bộ gôn Giang Đông về Kiều Gia khi xe còn chưa kịp dừng lại ổn định thì mộc hàm đã nhanh chóng ôm hạ thiên bước xuống nàng xông vào biệt thự của kiều tiểu kiều rồi hô lớn chị mộng chị mộng chị ở đâu trong biệt thự này liễu mộng là người có gương mặt trẻ nhất nhưng tuổi lớn nhất vì vậy tất cả mọi người đều gọi nàng là chị mộng mộc hàm cũng không ngoại lệ có gì không chị đang tắm liễu mộng từ nhà tắm đi ra nàng lầm bầm rất mất hứng ngay sau đó liễu mộng thấy hạ thiên nằm trong lòng mộc hàm nàng vội vàng chạy đến nói này tiểu bại hoại cậu làm sao vậy đáng tiếc là hạ thiên không thể trả lời vì sau khi về đến biệt thự thì hắn đã ngủ chị mộng chồng nói chị có thể giúp cậu ấy chị có biết giúp thế nào không mộc hàm vội vàng hỏi à chị biết rồi liễu mộng ôm lấy hạ thiên từ trong lòng mộc hàm sau đó nàng nhanh chóng ôm hạ thiên lên lầu rồi đi về phòng ngủ của mình mộc hàm cũng vội vàng theo sau nhưng khi nàng định đi vào phòng thì liễu mộng đã chặn lại em vào làm gì liễu mộng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mộc hàm chị phải ngủ với tiểu bại hoại mộc hàm chợt ngẩn ngơ chị mộng chị nói có thể giúp được cậu ấy nhưng chẳng lẽ chỉ là cùng ngủ thôi sao đúng vậy mỗi lần tiểu bại hoại không thoải mái đều đến ngủ với chị liễu mộng khẽ gật đầu sau đó nàng đẩy mộc hàm ra khỏi cửa được rồi chúng tôi buồn ngủ Đừng quấy rầy đấy nhé." Mộc Hàm tuy có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ Liễu Mộng đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể tin. Nàng xoay người đi xuống dưới lầu nhưng trong lòng khó thể yên tĩnh. Dù đây không phải lần đầu tiên Hạ Thiên cứu mạng Mộc Hàm, nhưng mỗi lần trước đó Hạ Thiên không bị thương, hơn nữa đối với Hạ Thiên thì đó là những chuyện quá dễ dàng. Nhưng đêm nay thì khác, Hạ Thiên vì cứu nàng, không những hắn bị thương, còn thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Điều này làm cảm giác của nàng với hắn rất khác biệt. Trước đây Mộc Hàm cảm thấy Hạ Thiên rất mạnh, biết rõ hắn là người đàn ông có thể bảo vệ mình, hắn có một vài hành vi thân mật với nàng, nhưng đối với nàng chẳng qua chỉ là thuận theo tình thế, cũng không phải tình nguyện ở phương diện tình cảm. Thật ra trước đó Mộc Hàm nghĩ Hạ Thiên coi mình như một món đồ chơi xinh đẹp, vì vậy mới cứu nàng nhiều lần. Đêm nay hắn thiếu chút nữa đã bỏ ra cái giá lớn để cứu nàng, vì vậy nàng ý thức được người đàn ông luôn coi nàng là vợ thật sự hắn coi nàng là vợ nếu không sao lại bất chấp tất cả để cứu mình như vậy chị hàm có chuyện gì xảy ra kiều tiểu kiều đi xuống lầu rõ ràng tiếng hô vừa rồi của mộc hàm đã kinh động đến nàng chồng bị thương bây giờ đang ở cùng với chị mộng mộc hàm nói ra chi tiết bị thương sao vẻ mặt kiều tiểu kiều chợt biến đổi rất nghiêm trọng sao chị cũng không biết mộc hàm lắc đầu cậu ấy nói chị mộng có thể giúp được mà chị Mộng lại ôm cậu ta vào phòng ngủ, chị cũng không biết chị Mộng có thật sự giúp được cậu ta hay không. Nếu chồng đã nói như vậy thì không có vấn đề gì. Kiều Tiểu Kiều khẽ thở dài một hơi. Chị Hàm, trên đời này người có thể làm chồng bị thương là không nhiều, rốt cuộc là ai đánh anh ấy bị thương. Đám người kia, Mộc Hàm nhớ đến bốn tên sát thủ kỳ quái, sau đó nàng khẽ trao mày rồi lắc đầu. Chị cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ai, nhưng hình như chồng biết, phải đợi cậu ấy tỉnh lại. Nếu đã như vậy thì chị Hàm cứu nghỉ ngơi cho tốt, đợi chồng thức dậy rồi nói sau. Kiều Tiểu Kiều đã không còn truy vấn, nàng nói xong thì tiếp tục đi lên lầu. Buổi tối Mộc Hàm cũng không nghỉ ngơi tốt, nàng rất lo lắng cho tình hình của Hạ Thiên, vì vậy lại lo lắng Long Tổ sẽ điều động lực lượng lớn để đối phó mình. Cuối cùng vì đầu óc hỗn loạn mà mãi đến gần sáng nàng mới chợt mắt được. "Chị Hàm, chị Hàm, mau tỉnh lại!" Không biết đã qua bao lâu, Mộc Hàm đột nhiên bị đánh thức, nàng mở to mắt và thấy Triệu Thanh Thanh đang dùng ánh mắt sốt ruột nhìn mình. Sao vậy, chồng có chuyện gì sao? Trong lòng Mộc Hàm bùng lên cảm giác không ổn, nàng đột nhiên nhảy dựng lên. Triệu Thanh Thanh chợt sững sờ, nàng nói: "Chị Hàm, sư phụ không có việc gì, anh ấy đang nằm ngủ với chị Mộng, vì vậy em mới phải tìm chị." Mộc Hàm khẽ thở ra. "Chồng thật sự không sao à?" Sư phụ sao có chuyện gì được? Anh ấy lợi hại như vậy. Triệu Thanh Thanh có chút kỳ quái. Chị Hàm, nhanh chóng rời khỏi giường. Nếu không vài ngày nữa chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Em có ý gì? Mộc Hàm có chút chóng mặt. Này, chị Hàm, em nghe chị Phương Nhi nói, lần trước sư phụ cũng có bộ dạng thế này và ngủ 10 ngày với chị Mộng. Bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian chị Mộng ngủ để luyện võ. Nếu không, đợi đến khi chị Mộng tỉnh ngủ tìm chúng ta luyện võ chúng ta không phải sẽ bị đánh sao triệu thanh thanh nhanh chóng nói mộc hàm ngẩn ngơ có chuyện này sao chị hàm nhìn chị kia cái gì là có chuyện này bây giờ đây là chuyện quan trọng nhất của chúng ta chị phượng nhi và hoàng nhi đã đợi ở phòng luyện công mau rời khỏi giường thôi triệu thanh thanh vừa nói vừa kéo mộc hàm được rồi chị dậy ngay mộc hàm có chút bất đắc dĩ bây giờ chuyện quan trọng nhất là hạ thiên tỉnh lại nhưng bây giờ nàng bị Triệu Thanh Thanh gây náo loạn, sợ rằng khó thể ngủ được. Nếu cứ lo lắng như vậy, không bằng cùng các nàng luyện công. Cứ như vậy mà vài ngày sau, Mộc Hàm, Triệu Thanh Thanh, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đều luyện tập ngày đêm bí kíp, gái đánh người, mà Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng dạy phiêu miểu bộ cho Mộc Hàm và Triệu Thanh Thanh, đều ép mọi người nắm chặt thời gian để luyện tập vì Liễu Mộng cũng biết phiêu miểu bộ, nếu không luyện tốt sẽ có thể bị đánh. Mãi đến sáng ngày thứ tư, kiều phượng nhi làm bữa sáng khi dọn thức ăn lên bàn thì lên lầu gọi đám người kiều tiểu kiều và kiều hoàng nhi đến khi nàng quay lại bàn ăn thì trợn mắt há mồm hai người này thức dậy từ khi nào chỉ thấy hạ thiên và liễu mộng đang ngồi trên bàn ăn như sói như hổ bữa sáng dành cho năm người đã bị bọn họ tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong nháy mắt phượng nhi còn gì ăn được nữa không chị đói quá liễu mộng quay đầu nhìn kiều phượng nhi bộ dạng có chút uất ức à em sẽ đi làm ngay Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng kịp phản ứng, nếu sớm biết có hai người ăn uống siêu cấp thức tỉnh thì nàng sẽ không làm bữa sáng mà chạy ra ngoài mua. Đáng thương cho bữa sáng của Kiều Phượng Nhi, nàng làm suốt một giờ mới xong, nàng nghĩ mãi mà không rõ, hai người kia sao có thể ăn như vậy. Bụng của bọn họ lớn thế nào, sao có thể chứa được nhiều đồ ăn như vậy. chương 295, Triệu Công Tử Này, ăn no rồi, tôi đi ngủ tiếp. Liễu Mộng cuối cùng cũng nghĩ mãn vút bụng, sau đó nàng đứng dậy đi lên lầu trong miệng còn nói tiểu bại hoại không cho cậu theo mỗi lần ngủ với cậu đều làm chị không ngon giấc hạ thiên lại rất nghe lời hắn không cùng đi lên nhưng nguyên nhân chủ yếu là hắn còn đang ăn vài phút sau hạ thiên cuối cùng cũng buông đúa sau đó hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mộc hàm vợ tuy tôi biết mình rất tuấn tú tư thế ăn cơm cũng cực kỳ đẹp đẽ nhưng cũng không cần phải nhìn chằm chằm cả buổi sáng như vậy khoác lác Triệu Thanh Thanh thầm nói, sư phụ này đúng là không hiểu gì, rõ ràng không đẹp trai, ăn cơm cũng không ra gì, giống như quỷ đói vồ mồi, sao có thể nói là đẹp đẽ được? Chồng, cậu thật sự không việc gì sao? Gương mặt mộc hàm có hơi đỏ, nàng dùng giọng dịu dàng hỏi. Tất nhiên tôi không có gì. Hạ Thiên cười hì hì, thật ra tối qua hắn đã khôi phục khá tốt, nhưng sau đó còn cùng liễu mộng song tu một lúc lâu, vì vậy mãi đến sáng hôm nay mới thức dậy. Kết quả là hắn rất tinh thần nhưng liễu mộng lại dã rời, vì vậy mới phải lấp đầy bụng. Khi thấy Mộc Hàm còn nhìn mình thì Hạ Thiên cười hì hì. "Vợ, chị không tin sao? Nếu không có thể thử?" "Thử thế nào?" Mộc Hàm hỏi. "Vợ, tôi nhớ chị nói sẽ múa cho tôi xem, bây giờ chị múa cho tôi xem, sau đó sẽ biết tôi có chuyện gì không." Hạ Thiên cười hì hì nói. Triệu Thanh Thanh ở bên cạnh có chút mơ hồ. "Sư phụ" sao chị hàm phải múa sao như vậy lại biết anh có chuyện gì không gương mặt mộc hàm đỏ ửng chồng sắc lang đúng là lúc này tỉnh còn có ý với nàng triệu thanh thanh không biết mộc hàm chẳng phải múa bình thường đó là múa thoát y đã đồng ý ở nhà cha mẹ tôn hinh hinh nếu nàng thật sự múa thoát y sau đó phát sinh chuyện gì rõ ràng không nói cũng hiểu nghe nói đàn ông làm chuyện đó rất tiêu hao thể lực như vậy cũng có thể chứng minh hắn không sao tám phần là muốn chị hàm múa lửa Kiều Phượng Nhi nói thầm một câu, nàng rõ ràng đoán rất đúng. Này, sư phụ, có phải giống như đêm hôm đó, hai người chơi trò ngược đãi phải không? Triệu Thanh Thanh có chút khoa trương. Thanh Thanh, nói bậy bạ gì vậy? Một hàm đỏ mặt, nàng chỉ bị đánh vào mông mà thôi, nào có phải là chơi tự ngược? Chị Hàm, những năm nay đồng tình còn chẳng là gì, chơi tự ngược cũng không sao. Triệu Thanh Thanh ra vẻ an ủi người khác, nhưng rõ ràng lại tô đen. Điều này làm ánh mắt Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi nhìn Hạ Thiên cũng biến đổi, đại sắc lang này còn có yêu thích tà ác vậy sao? Mộc hàm trừng mắt nhìn Triệu Thanh Thanh, sau đó nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, cậu thật sự muốn tôi khiêu vũ sao? Tất nhiên là thật. Hạ Thiên tranh thủ thời gian gật đầu. Vậy bây giờ tôi sẽ nhảy cho cậu xem. Mộc hàm đứng lên. Được, nhớ phải mặc đồ tắm. Hạ Thiên nhắc nhở, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi thì thầm oán hạ thiên, sắc lang này rõ ràng muốn trị hàm muốn lửa. Mộc hàm cũng cảm thấy có chút khó khăn. Chồng, quần áo cậu mua cũng không có ở đây. Không sao, chúng ta có thể đến nhà cảnh sát tỷ tỷ lấy về. Hạ thiên rõ ràng có quyết tâm muốn mộc hàm múa thoát y. Mộc hàm có chút trần trừ, sau đó nàng gật đầu. Vậy được rồi, bây giờ chúng ta đi lấy. Khi thấy hai người hạ thiên hôn nhau rồi đi ra ngoài, Triệu Thanh Thanh nhịn không được phải nhắc nhở. Này, sư phụ, hai người đừng, hoạt động, ở nhà chị băng băng đấy nhé, chị ấy sẽ tức giận. Chiếc Audi A7 của Mộc Hàm chạy ra cổng chính của Kiều Gia thì dừng lại. Vợ, dừng xe ở đây làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chồng, có một số việc tôi muốn nói cho cậu biết. Mộc Hàm nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt nàng có chút khác thường. Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ chờ cậu tỉnh sẽ nói rõ tất cả, nhưng ở chỗ tiểu kiều thì có chút cố kỵ vì vậy bây giờ mới nói vợ có chuyện gì thì lát nữa rồi nói chúng ta đến nhà cảnh sát tỉ tỉ lấy đồ tắm trước sau đó chị múa tôi xem lúc đó nói cũng không muộn hạ thiên lúc này vẫn hứng thú nhất với chuyện mộc hàm nhảy thoát y mộc hàm nở nụ cười quyến rũ với hạ thiên bộ dạng cực kỳ quyến rũ chồng cậu yên tâm chỉ cần cậu muốn xem sau này mỗi đêm đều có thể múa cho cậu xem nhưng chuyện này rất quan trọng, tôi phải cho cậu biết kẻ địch của mình là ai. Vợ, đây là chị nói đấy nhé, không được đổi ý. Hạ Thiên nghe Mộc Hàm nói mỗi đêm sẽ múa cho mình xem, vì vậy hắn cảm thấy rất vui sướng. Yên tâm đi, tôi sẽ không đổi ý. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Chồng, bây giờ cậu đã muốn nghe tôi nói chưa? Hạ Thiên cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, chỉ có thể nói. Chồng, còn nhớ rõ lần đầu chúng ta gặp mặt, yêu yêu hách máy tính của cậu không? Mộc hàm hỏi, tất nhiên là nhớ. Hạ thiên gật đầu, lần đầu tiên bị hách máy tính làm hắn ấn tượng rất sâu, sao quên được? Hạ thiên lập tức phàn nàn. Tiểu yêu tinh chạy đi đầu rồi, sao lâu như vậy mà chưa quay lại, chẳng lẽ cô ấy đã quên là vợ tôi rồi sao? Chồng, yêu yêu tạm thời sẽ không quay lại. Mộc hàm khẽ than một tiếng, nàng và yêu yêu như chị em, nàng thật ra cũng rất muốn được gặp yêu yêu. Nhưng nàng biết rõ sau này có thể gặp Yêu Yêu hay không còn chưa chắc. Mộc hàm khẽ dừng lại rồi nói. Chồng, lần đầu Yêu Yêu hách máy của cậu cũng chính là lúc dùng nick chồng Kiều Tiểu Kiều nói chuyện phiếm, lúc đó Yêu Yêu tìm những cái tên về Kiều Tiểu Kiều, sau đó phát hiện ra nick của cậu, vì vậy muốn đùa giỡn. Tất nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ, tôi nói cho cậu biết, sở dĩ Yêu Yêu tìm tên của Kiều Tiểu Kiều cũng không phải cô ấy nhàm chán, mà lúc đó chúng tôi đến Giang Hải với mục tiêu là Kiều Tiểu Kiều. Mục tiêu là Tiểu Kiều sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng quan tâm. "Vợ, chị nói vậy có ý gì?" "Tôi và Yêu Yêu vào giang hải chính là vì chấp hành nhiệm vụ của tổ trưởng Long tổ, mà nhiệm vụ này chính là phối hợp với Lâm Tử Hào cướp gia sản của Kiều gia." Mục Hàm chậm rãi nói. "Mà người quan trọng nhất của Kiều gia chính là Kiều Tiểu Kiều, vì vậy Tiểu Kiều là mục tiêu của chúng tôi." Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Mục Hàm tiếp tục. "Tất nhiên chuyện này lâm tử hào là người phụ trách cụ thể mà tôi phụng mệnh đính hôn với lâm tử hào trở thành hôn thê của hắn đây cũng xem như ban thưởng cho hắn một mặt vì lâm tử hào rất thích tôi mặt khác nếu tôi là hôn thê của lâm tử hào như vậy sẽ càng thuận tiện phối hợp hoạt động còn yêu yêu nàng thật ra chỉ muốn đến để chơi đùa thuận tiện sử dụng thủ thuật máy tính để thu thập tư liệu về kiều gia mộc hàm nói đến đây thì lắc đầu nàng cười thản nhiên nhưng không ngờ cậu đột nhiên xuất hiện cướp tôi đi còn làm rối loạn kế hoạch của Lâm Tử Hào. Có lẽ vì như vậy mà Kiều Gia bây giờ vẫn bình yên. Có tôi ở đây thì sản nghiệp của Kiều Gia sẽ không có vấn đề. Hạ Thiên lười biếng nói. Trông, gần đây Tiểu Kiều bị ám sát nhiều lần, có phải không? Mộc Hàm hỏi. Đúng vậy, là ám ảnh đoàn ra tay, nhưng cũng không sao, cho đến khi tôi làm đoàn trưởng của ám ảnh đoàn, sẽ không còn ai đến giết Tiểu Kiều. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói mộc hàm có chút trầm ngâm rồi nói tôi đã từng hỏi lâm tử hào phải đối phó với kiều gia thế nào hắn đã nói bây giờ nếu kiều gia không có kiều tiểu kiều như vậy sẽ không chịu được một đòn tuy tôi không dám khẳng định có phải lâm tử hào thuê sát thủ hay không nhưng tôi cảm thấy khả năng kia là rất lớn thật sư là tên ngốc kia sao hạ thiên cuối cùng cũng xem xét vấn đề này tất nhiên hắn không nghĩ kiều tiểu kiều bị ám ảnh đoàn ám sát là uy hiếp gì lớn nếu có thể tìm được cố chủ thì hắn có thể áp dụng biện pháp để đối phương hủy bỏ ủy thác, Kiều Tiểu Kiều sẽ an toàn. Trong, ngày xưa Lâm Tử Hào là người đứng đầu trong nhóm tứ thiếu gia Giang Hải, cha hắn là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Hải, trong mắt người thường thì có thế lực cực mạnh ở Giang Hải. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, trong rất nhiều thành phố như Giang Hải đều có cùng loại người như Lâm Tử Hào đang giúp người kia làm việc. Bây giờ cậu đã tưởng tượng ra thế lực của người kia hùng mạnh thế nào chưa? Mộc Hàm nói những lời này với vẻ mặt rất ngưng trọng. Hạ Thiên không cho là đúng. Vợ, tôi cảm thấy Lâm Tử Hào chẳng là quái quỷ gì, dù xuất hiện 180 tên như vậy cũng chẳng đáng là gì. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Vợ, chị trực tiếp cho tôi biết tổ trưởng Long Tổ rốt cuộc có tên gọi là gì, sau đó nếu rảnh rỗi thì đến tìm xử lý trực tiếp là được. Mộc Hàm im lặng, thì ra nàng nói nhiều như vậy là đàn khải tai châu ông ta là triệu công tử. Một hàm cuối cùng cũng nói tên. Công trong công dân, tử trong chữ tang tử, nhưng trong thủ đô ai cũng gọi ông ta là triệu công tử. Nói trắng ra thì phải gọi là hắn thích hợp hơn, đây là đệ nhất công tử ở thủ đô, năm nay mới 30 thôi nhưng đã bảo trì danh hiệu kia 15 năm rồi. Thủ đô à, quá xa. Hạ thiên lầm bầm. Xem ra sau này phải đến thủ đô bắt hắn mới được. Mộc hàm cũng không có cách nào, thì ra dù nàng nói đối phương lợi hại thế nào thì Hạ Thiên cũng chẳng quan tâm. Vợ, trước tiên chúng ta tìm Lâm Tử Hào trước, tôi phải hỏi xem có phải hắn phái sát thủ đến ám sát Kiều Tiểu Kiều hay không. Hạ Thiên quyết định tạm thời buông tha vấn đề mộc hàm múa thoát y, tuy xem vợ nhảy thoát y rất tuyệt nhưng vấn đề an toàn của vợ là quan trọng nhất, vì vậy hắn lấy điện thoại gọi cho lãnh băng băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tên ngốc Lâm Tử Hào còn ở cục cảnh sát không? Điện thoại vừa thông thì Hạ Thiên đã hỏi ngay. Cậu tỉnh rồi sao? Lãnh Băng Băng biết rõ chuyện Hạ Thiên hôn mê, nàng còn nói thêm. Lâm Tử Hào đã sớm được thả rồi. Chương 296, uy hiếp Lâm Tử Hào. Khi nghe được những lời của Lãnh Băng Băng thì Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị lại thả Lâm Tử Hào? Diệp Mộng Vân sửa khẩu cung, nàng nói mình là bạn gái của Lâm Tử Hào, bọn họ chỉ đang chơi đùa, tất nhiên sẽ không được coi là cưỡng hiếp tôi ngoài phải bỏ qua, còn biện pháp gì nữa? Lãnh băng băng tức giận nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, giờ chị biết tên ngốc lâm tử hào ở đâu không? Hạ thiên hỏi. Sao tôi biết được? Lãnh băng băng có chút mất hứng. Tôi đang rất bận, cũng không thể nói chuyện với cậu. Lãnh băng băng nói không nói thì lập tức cúp điện thoại. Mấy ngày trước tôi xem tivi, nghe vợ người ta sau khi kết thúc nói chuyện điện thoại với chồng thường nói goodbye gì đó, sao mỗi lần cảnh sát tỷ tỷ đều không chịu gánh vác trách nhiệm, cứ trực tiếp cúp máy như vậy. Hạ Thiên lầm bầm rất bất mãn. Mục hàm nghe thấy vậy mà giờ khóc giờ cười, cái gì mà goodbye, đúng là. Chồng, hai lần sau chúng ta hãy tìm lâm tử hào. Mục hàm thấy Hạ Thiên có chút buồn bực thì dùng giọng dịu dàng nói. Không được, hôm nay nhất định phải đầy ải tên khốn kia. Hạ Thiên rất bực bội, hắn ép lâm tử hào cưỡng hiếp người khác dễ dàng lắm sao. Kết quả là hắn ngủ một giấc và Lâm Tử Hào đã rời khỏi cục cảnh sát, đây đúng là khiêu khích. Này, chồng, có muốn tôi điện thoại cho Lâm Tử Hào, tôi sẽ hẹn hắn ra ngoài. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Tôi điện thoại cho hắn, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện. Đét, Mộc Hàm vừa nói xong những lời này thì đã bị Hạ Thiên kéo nằm sấp lên đùi, sau đó hắn vỗ vào mông nàng. Chồng, sao lại đánh mông người ta? Mộc Hàm cực kỳ thẹn thùng, trong lòng cũng có chút uất ức nàng rõ ràng có ý giúp hắn giải quyết ưu phiền sao lại bị đánh chị là vợ tôi bây giờ lại muốn quyến rũ đàn ông khác tất nhiên phải bị đánh mông hạ thiên nói rất lý lẽ mộc hàm lại càng uất ức chồng tôi nào có quyến rũ đàn ông khác chị điện thoại cho lâm tử hào gọi hắn đi ra như vậy không phải là quyến rũ đàn ông sao hạ thiên rất bực bội bàn tay vung lên rồi lại rơi xuống. ư ừ trên mông truyền đến cảm giác đau đớn và một cảm giác khác thường làm mộc hàm không tự giác được phải rên một tiếng gương mặt nàng cũng trở nên đỏ hồng giọng nói cũng trở nên cực kỳ quyến rũ chồng đừng đánh nữa người ta biết sai rồi người ta chỉ muốn giúp cậu thôi biết sai là tốt rồi đợi tôi bắt được lâm tử hào sau đó về nhà sẽ trừng phạt sau hạ thiên cuối cùng cũng buông mộc hàm ra hắn điện thoại cho kiều đông hải hạ thiên cậu tỉnh rồi sao điện thoại nối thông kiều đông hải mở miệng hỏi một câu anh có biết bây giờ tên khốn lâm tử hào đang ở đâu không hạ thiên mở miệng hỏi cậu đang tìm lâm tử hào sao kiều đông hải có chút kinh ngạc tên khốn kia hôm qua đã được thả ra cục cảnh sát sau đó hắn về nhà bây giờ ở đâu cũng không rõ nhưng tôi sẽ lập tức điều tra cho cậu vậy anh điều tra nhanh lên nếu có tin thì báo tôi biết ngay hạ thiên nhanh chóng nói sau đó hắn cúp điện thoại Tòa nhà Hải Giang, phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Thiên Nam. Diệp Mộng Oánh xinh đẹp tươi trẻ đang ngồi trước bàn làm việc, nàng nhìn những số liệu thống kê về doanh thu một tuần gần đây mà trên mặt xuất hiện nụ cười vui vẻ. Sau cuộc họp báo tuần trước thì tập đoàn Thiên Nam chính thức đưa sản phẩm tiểu mỹ nhân ra thị trường. Quả nhiên mọi thứ giống như những gì nàng suy đoán, mỹ phẩm bán sạch, tập đoàn đẩy mạnh sản xuất ngày đêm cũng cung không đủ cầu. Ai cũng thích trở nên đẹp hơn. Sự thần kỳ của mỹ phẩm tiểu mỹ nhân làm cho mọi người đều muốn mua dùng thử, không những chỉ có phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng mua. Mỹ phẩm tiểu mỹ nhân được tiêu thụ chóng vánh cũng vô hình kéo theo các sản phẩm khác của tập đoàn Thiên Nam, chỉ trong vòng thời gian ngắn, tập đoàn Thiên Nam không những giải quyết nguy cơ còn phát triển lên một giai đoạn mới. Cũng vì vậy mà năng lực của Diệp Mộng Oánh cũng được các nhân viên cao thấp trong tập đoàn Thiên Nam thừa nhận. Diệp tiểu thư, trợ lý Chu Cầm của Diệp Mộng Oánh đi vào phòng. Diệp Mộng Vân đến, nói là muốn gặp chị, bảo vệ nói tôi hỏi chị, có nên cho cô ta vào hay không. Cô ta đến đây làm gì? Diệp Mộng Oánh khẽ nhíu mày. Không biết, nhưng cô ta còn dẫn theo một người. Chu Cầm trả lời. Mang ai đến? Trực giác nói cho Diệp Mộng Oánh biết Diệp Mộng Vân đến không có gì tốt. Hình như là Lâm Tử Hào. Vẻ mặt Chu Cầm rất cổ quái, nguyên nhân rất đơn giản, nàng cũng biết chuyện Lâm Tử Hào cưỡng hiếp Diệp Mộng Vân cho bọn họ vào. Diệp Mộng Oánh suy nghĩ một chút, sau đó nàng cho ra quyết định, nàng cũng muốn xem Diệp Mộng Vân và Lâm Tử Hào muốn làm gì. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, chuyện Lâm Tử Hào cưỡng hiếp Diệp Mộng Vân ở đêm giai nhân đã được truyền khắp Giang Hải ngay ngày hôm sau. Còn ai cố ý tung tin thì chẳng ai biết, nhưng có rất nhiều người nghi ngờ là Kiều Đông Hải. Vì bây giờ ai cũng biết Kiều Đông Hải có thủ oán với Lâm Tử Hào, cũng chỉ có Kiều Đông Hải mới có năng lực truyền tin như vậy. Quan trọng là người bình thường sẽ không dám làm chuyện này nhưng Kiều Đông Hải lại dám, hắn không sợ đắc tội với Lâm gia. Khi Diệp Mộng Oánh biết được chuyện này cũng cảm thấy khó tưởng, nàng cũng không quan tâm. Nhưng hôm qua có người nói cho nàng biết, Lâm Tử Hào được thả ra, mà Diệp Mộng Vân bây giờ là bạn gái của Lâm Tử Hào, vì vậy nàng ý thức được giữa hai người kia có giao dịch gì đó. Bây giờ hai người bọn họ đến tập đoàn Thiên Nam, hơn phân nửa sẽ chẳng có gì tốt. Một lát sau Diệp Mộng Vân đã ôm cánh tay Lâm Tử Hào đi vào phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh. Diệp Mộng Vân rõ ràng rất chú ý cách ăn mặc, nhưng dù nàng ăn mặc thế nào cũng khó thể nổi trội khi đứng trước mặt Diệp Mộng Oánh. Có chuyện gì cứ nói, tôi rất bề bột. Diệp Mộng Oánh căn bản không mời hai người kia ngồi xuống, nàng ra vẻ không quá bình tĩnh. Diệp Mộng Oánh, cô có thái độ gì vậy? Diệp Mộng Vân rất tức giận. Tôi cho cô vào là thái độ rất tốt rồi. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói tôi cho cô 5 phút, nếu còn nói nhảm thì tôi sẽ tiến khách. Diệp Mộng Oánh, cô đừng quá kiêu ngạo. Diệp Mộng Vân tức đến mức gương mặt đỏ bừng. Diệp Mộng Oánh nhìn đồng hồ. Còn 4 phút 50 giây. Cô, Diệp Mộng Vân cảm thấy khó thở, nàng muốn nổi giận nhưng Lâm Tử Hào đã mở miệng. Mộng Vân, để anh nói. Lâm Tử Hào tiến lên phía trước một bước, hắn cười nhạt với Diệp Mộng Oánh. Giám đốc Diệp, thật ra chúng tôi đến rất đơn giản, Mộng Vân hy vọng có thể lấy lại công ty mỹ phẩm, đó là tâm huyết của cô ấy, bây giờ lấy về là chuyện đương nhiên. Nếu tôi không đồng ý?" Diệp Mộng Oánh hỏi ngược lại. "Giám đốc Diệp, Thiên Nam là tập đoàn lớn, công ty mỹ phẩm của Mộng Vân chỉ là một phần nhỏ, cô cũng không nên vì vậy mà cứng nhắc đấy chứ." Lâm Tử Hào mỉm cười. "Có câu nói hòa khí mới phát tài, giám đốc Diệp cũng hiểu chứ." "Lâm tiên sinh, tôi là người gần đây không quá thông minh." không bằng các người cứ nói trực tiếp, nếu tôi không đồng ý thì các người định làm gì?" Diệp Mộng Oánh dùng giọng không nhanh không chậm nói. "Diệp Mộng Oánh, nếu cô muốn mỗi ngày đều có người đến đây điều tra thuế má, hoặc là mỗi ngày đều có người đến xem xét tai họa ngầm liên quan đến vấn đề chữa cháy, v, v. Tôi hy vọng cô nên trả công ty lại." Diệp Mộng Vân hừ một tiếng nói. "Đây là thủ đoạn của các người sao?" Diệp Mộng Oánh nhìn Lâm Tử Hào, ánh mắt rất khinh thường. Các người không thấy làm vậy rất vô sỉ hạ lưu sao?" Lâm Tử Hào cười nhạt một tiếng. "Giám đốc Diệp, thủ đoạn dù sao cũng không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Tôi nghĩ giám đốc Diệp biết rất rõ, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, công ty của chị sẽ liên tục gặp phải trở ngại. Tôi nghĩ cô cũng không muốn gánh tổn thất đấy chứ." Nói vậy là các người uy hiếp tôi? Gương mặt Diệp Mộng Oánh có thêm vài phần lạnh lùng. "Giám đốc Diệp, cô nói sai rồi, chúng ta đang bình tâm thương lượng." Lâm Tử Hào lắc đầu. Tất nhiên, nếu giám đốc Diệp không tin, như vậy cũng có thể chứng thực. Thế thì không cần, đường đường là công tử của bí thư tỉnh ủy, bản lĩnh hạ lưu như vậy luôn phải có. Trong lời nói của Diệp Mộng Oánh tràn đầy hương vị trào phúng. Nhưng tôi muốn nhắc nhở các người, tập đoàn Thiên Nam chúng tôi làm ăn đường đường chính chính, sau nhiều năm gặp nhiều uy hiếp, đây không phải lần đầu tiên có sóng gió. Giám đốc Diệp, tôi cũng từng nghe thấy thủ đoạn của Diệp Lão tiên sinh ngày xưa, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, tất cả những gì tôi làm đều nằm trong phạm chủ pháp luật cho phép. Nếu giám đốc Diệp sử dụng thủ đoạn phi pháp thì sẽ tự tìm phiền toái. Lâm Tử Hào dùng giọng không chút lo lắng nói. Cũng không cần nhọc lòng Lâm tiên sinh phải quan tâm. Diệp Mộng Oánh khoát tay. Nếu hai vị đã nói xong thì có thể đi. Diệp Mộng Oánh, cô có ý gì? Diệp Mộng Vân rất tức giận. Cô muốn đuổi chúng tôi đi vậy sao? Cô thích cá chết lưới rách à? Giám đốc Diệp, cô không muốn nói chuyện tốt đẹp sao? Lâm tử hào nhíu mày. Lâm tiên sinh, bây giờ anh có thể điện thoại, nếu công ty chúng tôi có thể ngừng kinh doanh, như vậy tôi cũng có vài ngày nghỉ xả hơi. Diệp mộng oánh cười nhạt một tiếng. Những ngày qua tôi cũng không có thời gian ở bên chồng, nếu anh có thể cho tôi cơ hội, tôi sẽ rất cảm kích. Giám đốc Diệp, cô đang uy hiếp tôi sao? vẻ mặt lâm tử hào chợt biến đổi, ngày trước Diệp Mộng Oánh công khai tuyên bố Hạ Thiên là hôn phu trước mặt rất nhiều phóng viên, bây giờ không ai không biết, chồng trong miệng Diệp Mộng Oánh chính là Hạ Thiên. Lâm tiên sinh, tôi có uy hiếp anh sao? Diệp Mộng Oánh rất kinh ngạc. chương 297, tôi rất ẩn nhẫn. Giám đốc Diệp, cô đừng nghĩ rằng tôi sợ Hạ Thiên. Lâm tử hào cắn răng nói, hắn ở lại đồn cảnh sát vài ngày, đây là những gì mà cả đời hắn chưa từng gặp phải dù không có chứng cứ nhưng Lâm Tử Hào nhận định đây là Hạ Thiên ra tay với mình, lúc đó trong đám người chỉ có mình Hạ Thiên làm được điều này. Trên mặt Diệp Mộng oánh lộ ra nụ cười cổ quái. Thì ra Lâm Tiên sinh sợ chồng tôi sao? Đa tả anh đã nhắc nhở tôi, tôi còn không biết chuyện này. Diệp Mộng oánh thật sự không phải dùng Hạ Thiên để uy hiếp Lâm Tử Hào, nàng chẳng qua chỉ tùy tiện nói ra như vậy, nàng rất muốn bớt chút thời gian ở bên cạnh Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng không ngờ mình làm cho Lâm Tử Hào hiểu lầm, Điều này làm nàng kỳ quái, Hạ Thiên rốt cuộc đã làm gì với Lâm Tử Hào? Trong mắt Lâm Tử Hào lóe lên cái nhìn tức giận. "Giám đốc Diệp, tôi nói cho cô biết, trên đời này có rất nhiều người trị được hắn." "Thật ra anh không cần nói cho tôi biết, anh chỉ cần để chồng tôi đến nghe là được." Vẻ mặt Diệp Mộng Oánh có chút cổ quái. "Không bằng Lâm Tiên Sinh xoay người lại, chính anh nói cho cậu ấy biết." "Này, tên ngốc Lâm Tử Hào, tới tìm mỹ nữ tỷ tỷ của tôi làm gì?" một giọng nói bất mãn vang lên sau lưng lâm tử hào mà lâm tử hào luôn khắc cốt ghi tâm âm thanh khốn nạn này lâm tử hào và diệp mộng vân hầu như cùng xoay người sau đó cả hai nhìn thấy hạ thiên đang đứng ngoài cửa bên cạnh hạ thiên còn có một chú chim nhỏ nép vào người là mộc hàm hạ thiên tôi nói cho cậu biết cậu đừng kiêu ngạo quá lâu lâm tử hào nghiến răng nghiến lợi nhìn hạ thiên giống như hận không thể xé xác đối phương tôi rất kiêu ngạo sao Hạ Thiên có chút buồn bực. Tôi rất ẩn nhẫn ấy chứ. Diệp Mộng Oánh không khỏi mỉm cười, Hạ Thiên cũng coi như an phận thì khắp thiên hạ ai cũng an phận. Đúng vậy, chồng tôi trước nay luôn an phận. Mộc hàm ở bên cạnh phụ họa, nàng thấy một người với năng lực như Hạ Thiên thì những hành động trước nay có thể nói là an phận. À, nếu tôi muốn kiêu ngạo thì nên kéo tên ngu lâm tử hào này lên sân thượng, sau đó thả xuống xem chơi. Hạ Thiên rất hài lòng với cách nói của Mộc Hàm cậu. Lâm tử hào dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Ngày đó ở đêm giai nhân, có phải cậu hại tôi? Tôi hại anh sao? Hạ Thiên ra vẻ rất kỳ quái. Rõ ràng anh ghen ghét tôi thân mật với cảnh sát tỷ tỷ, sau đó động dục với cá sấu Diệp Mộng Vân. À, mà này, một con cá sấu như Diệp Mộng Vân mà anh cũng chơi cho được, con mà nó, sao trên đời lại có người thiếu ánh mắt như anh? Hạ Thiên cũng không ngừng lại, hắn nói một hơi làm mộc hàm và diệp mộng oánh có chút sướng sờ mà diệp mộng vân thì tức đến mức gương mặt đỏ bừng bừng cậu nói gì cô không hiểu sao tôi thấy cô không thua gì cá xấu nhưng cũng phải có tai chứ hạ thiên dùng ánh mắt thương cảm nhìn diệp mộng vân chồng đừng nói vậy người ta xấu như cá xấu cũng không phải lỗi của chính mình đây là ăn ở ác trời sinh mộc hàm cười hì hì nói bản lĩnh chọc người của nàng cũng không kém hạ thiên các người các người diệp mộng vân tức đến mức nói không nên lời thôi bỏ chúng ta đi lâm tử hào kéo tay diệp mộng vân hắn muốn đi mau cút đi hạ thiên phất tay mất kiên nhẫn đừng đứng đây làm phiền mỹ nữ tỷ tỷ của tôi hạ thiên cậu nói chuyện phải khách khí một chút lâm tử hào trừng mắt nhìn hạ thiên cút mau hạ thiên trừng mắt nhìn lâm tử hào nếu không tôi cho anh xuống bằng cửa sổ khách khí sao Trước nay Hạ Thiên chưa từng biết khách khí là gì, dù biết hắn cũng không khách khí với Lâm Tử Hào. Lâm Tử Hào còn muốn nói điều gì đó, nhưng hắn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ ép lên người, hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng rời khỏi phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh. "Mỹ nữ tỷ tỷ, có một vài người không nên khách khí, chị xem, tôi có chút hung ác thì hắn đã ngoan ngoãn đi ra rồi." Hạ Thiên cười hì hì nói với Diệp Mộng Oánh lâm tử hào nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa tức ói máu hắn thậm chí có xúc động muốn nói vài câu nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống chỉ biết oán hận xoay người bỏ đi diệp mộng oánh cô tốt nhất nên trả công ty mỹ phẩm lại cho tôi nếu không tôi không để cô yên diệp mộng vân để lại một câu nói ham dọa sau đó đuổi theo lâm tử hào diệp mộng oánh rõ ràng không quan tâm đến lời nói của diệp mộng vân nàng đi vòng qua bàn làm việc nàng tiến về phía hạ thiên giọng nói rất dịu dàng hạ thiên sao cậu lại đến đây mỹ nữ tỷ tỷ thật ra tôi đến để tìm lâm tử hào hạ thiên nói hắn nhận được tin tức của kiều đông hải biết lâm tử hào đến đây vì vậy hắn và mộc hàm chạy tới chồng bọn họ đi rồi chúng ta có nên đuổi theo không mộc hàm lúc này mới mở miệng nhắc nhở hạ thiên đuổi chứ hạ thiên gật đầu mỹ nữ tỷ tỷ trước tiên tôi đi xử lý tên lâm tử hào ngu ngốc sau này sẽ đến tìm chị hạ thiên nói xong thì kéo mộc hàm chạy ra ngoài làm diệp mộng oánh sững sờ trong lòng có chút mơ hồ nếu hạ thiên đến tìm lâm tử hào sao lại để cho lâm tử hào bỏ chạy rồi mới đuổi theo diệp mộng oánh tất nhiên không biết hạ thiên chẳng qua không muốn mang đến phiền toái cho nàng lần này hắn đến xử lý lâm tử hào nếu đối phương mất tích trong phòng làm việc của diệp mộng oánh như vậy nàng sẽ nhận phiền toái rất lớn hạ thiên thân là một người đàn ông tốt Tất nhiên hắn chỉ giải quyết phiền phức cho vợ mà không mang đến ưu phiền. Hắn tự nhận mình là người rất tốt, vì vậy không làm khó Diệp Mộng Oánh, hắn phải đợi Lâm Tử Hào rời khỏi tập đoàn Thiên Nam mới ra tay. Diệp Mộng Vân và Lâm Tử Hào vừa rời khỏi tòa nhà Hải Giang, đúng lúc này Lâm Tử Hào cảm thấy mắc tiểu, hắn nói với Diệp Mộng Vân. Anh đi toilet, em chờ anh nhé. Em vào xe chờ anh. Diệp Mộng Vân nói. Được. Lâm Tử Hào gật đầu sau đó hắn chạy trở lại tòa nhà Hải Giang, đi về phía toilet. Lâm Tử Hào vừa đi vào toilet, đang định giải phóng, nổi buồn, thì đột nhiên cảm thấy sau gái đau đớn, sau đó hắn hôn mê. Hạ Thiên xuất hiện sau lưng Lâm Tử Hào không một tiếng động, sau đó hắn nhấc đối phương lên rồi nhảy qua cửa sổ toilet ra ngoài. Hắn leo lên tòa nhà Hải Giang, khoảnh khắc sau đã lên đến sân thượng. Hạ Thiên tiện tay ném Lâm Tử Hào xuống đất, một lúc sau hắn còn chưa thấy Mộc Hàm đi lên, vì vậy lập tức điện thoại vợ sao chị còn chưa lên chồng tôi đang đóng cửa sân thượng mộc hàm có chút bất đắc dĩ còn có chuyện này sao hạ thiên cũng không muốn khóa cửa sân thượng nhưng làm vậy cũng tốt ít nhất hắn có thể chậm rãi thẩm vấn lâm tử hào mà không ai phát hiện ra mộc hàm đi đến bên cửa sổ hạ thiên lại đi xuống ôm nàng lên sân thượng sau đó hắn đá lên người lâm tử hào á à, lâm tử hào kêu lên đau đớn Hắn mở to mắt, đầu tiên có chút mê hoặc, sau đó vẻ mặt biến đổi lớn. Đây là đâu? Các người muốn gì? Vợ, thằng ngu này không biết đây là đâu, tôi nên làm gì bây giờ? Hạ Thiên cười hì hì nhìn Mộc Hàm. Mộc Hàm cười quyến rũ. "Chồng, vậy cho hắn nhìn qua khung cảnh tươi đẹp đi." Hay? Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn đột nhiên nhấc Bổng Lâm Tử Hào lên rồi đưa đầu đối phương ra ngoài. "Này, thằng ngu, nhìn đi." Biết đây là đâu chưa? Á, à, Lâm Tử Hào nhìn xuống mà mồ hôi lạnh túa ra khắp toàn thân và gào lên sợ hãi, nhưng tòa nhà quá cao, bên dưới xe cộ ồn ào, dù hắn gào rất lớn cũng không ai nghe thấy. Này, thằng mu, thấy rõ chưa? Hạ Thiên hỏi, mày, mày muốn thế nào? Lâm Tử Hào cố gắng bình tĩnh nhưng không thể, giọng điệu có chút lắp bắp. Không có gì, tao đang buồn chán, đang nghĩ nếu ném mày xuống dưới, chẳng biết mày có chết không? Hạ Thiên hời hợt nói. Mày, mày dám giết tao, mày chạy không thoát được đâu. Lâm tử hào nhắm mắt, hắn không dám nhìn xuống dưới, nơi đây quá cao, chỉ cần nhìn xuống sẽ choáng váng đầu óc. Hạ Thiên không nói gì, hắn đột nhiên buông tay, thân thể Lâm tử hào rơi xuống. Không cần cứu. Lâm tử hào hét ầm lên không cần phong độ, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện mình còn chưa rơi xuống đất. Sau khi xem xét lại hắn mới thấy mình được Hạ Thiên nắm lấy chân, rõ ràng nếu đối phương buông tay thì hắn chắc chắn sẽ trầu Diêm Vương. Thằng ngu, tao ghét nhất có người uy hiếp mình. Hạ Thiên rất bất mãn. Mày nếu tiếp tục nói lung tung, tao sẽ ném mày xuống. Mày, mày rốt cuộc muốn gì? Vẻ mặt lâm tử hào xanh như đít nhái. Đơn giản thôi, mày liên lạc với người của ám ảnh đoàn, hủy bỏ ủy thác ám sát tiểu kiều là được. Hạ Thiên mỉm cười, hắn khẽ dùng sứ kéo lâm tử hào lên, sau đó lại ném xuống cái gì là ám ảnh đoàn lâm tử hào ra vẻ mê hoặc tao không mướn người giết tiểu kiều sao lại hủy bỏ hừ tao cho mày xuống hôn đất hạ thiên rất bực bội hắn chuẩn bị buông tay dừng tay mau dừng tay tao thật sự không biết cái gì là ám ảnh đoàn tao cũng không mướn người giết kiều tiểu kiều lâm tử hào treo trên bầu trời vẻ mặt hắn trắng bệch hắn quát lớn sao tao lại giết tiểu kiều năm xưa tao rất tốt với cô ấy tiểu kiều là vợ tao mày đối xử tốt với cô ấy làm gì hạ thiên rất bất mãn hắn nắm chặt lấy quần áo của lâm tử hào rồi vung vẫy trên không này cho mày một cơ hội cuối cùng hủy bỏ ủy thác với ám ảnh đoàn như vậy tao sẽ không ném mày xuống hạ thiên tao phải làm sao mày mới tin tao không mướn người giết tiểu kiều lâm tử hào gào lên mộc hàm cô biết ai phái tôi đến làm việc cô cũng biết nếu muốn giết người tôi căn bản không đến lượt mời sát thủ, phải không? Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Lâm Tử Hào bắt đầu cầu cứu với Mộc Hàm. chương 298, nhảy lầu. Điều này cũng chưa hẳn, Triệu Công Tử dù có năng lực giết người, nhưng hắn sẽ cơ bản không can thiệp vào những chuyện mà các người đang làm. Nếu chuyện gì hắn ta cũng đều tự mình ra tay, như vậy còn cần đám nô tài như các người làm gì? Mộc hàm hừ khẽ một tiếng. Hơn nữa chính tai tôi đã nghe nói, Kiều gia nếu không có Kiều Tiểu Kiều thì sẽ chẳng thể chịu nổi một đòn, đây rõ ràng có ý nghĩ bất chính, anh không muốn Tiểu Kiều chết sao? Không phải, cho đến bây giờ tôi cũng không muốn Tiểu Kiều phải chết, tôi chỉ muốn tạo ra tình huống Tiểu Kiều bất lực phải cầu xin trợ giúp. Vì vậy tôi có thể khống chế Tiểu Kiều, sau đó hoàn toàn khống chế Kiều gia. Lâm Tử Hào vội vàng nói. Mộc Hàm, cô cũng biết, Triệu công tử muốn có được một Kiều gia có Kiều Tiểu Kiều nếu không có kiều tiểu kiều thì kiều gia sẽ không có giá trị lớn với triệu công tử, sẽ không đáng để tranh giành. Lâm tử hào, tôi cũng không biết những vấn đề này. Mộc hàm có chút bất mãn, sau đó nàng quay dầu nhìn hạ thiên. Chồng, nghe hắn nói như vậy hình như cũng không muốn sát thủ, chúng ta nên xử lý hắn thế nào đây? Nếu đã không phải là hắn, như vậy cũng không còn giá trị sử dụng, vậy thì ném xuống cho rồi. Hạ thiên thuận miệng nói, sau đó hắn khẽ buông tay, Thân thể Lâm Tử Hào rơi thẳng xuống. Á, à, Lâm Tử Hào phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết. Mộc hàm ngây người, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Chồng, cậu, cậu thật sự ném hắn xuống sao? Không ném thì giữ lại làm gì. Dù sao hắn sớm muộn gì cũng phải chết, chết sớm thì tốt hơn. Hạ Thiên ra vẻ rất quan tâm. Tôi vì tốt cho hắn. Mộc hàm có chút sướng sờ, người ta tốt xấu gì cũng là công tử của bí thư tỉnh ủy cứ chết như vậy sao? Khoảnh khắc này Mộc Hàm có chút lo lắng, vấn đề này thật sự là chuyện lớn, nhưng sau khi suy xét lại cẩn thận thì thân phận của Lâm Tử Hào còn kém cả Lý Minh Hiên, Hạ Thiên có thể phế Lý Minh Hiên, bây giờ giết chết Lâm Tử Hào cũng không đáng là gì. Ủa? Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, sao không còn nghe thấy âm thanh của Lâm Tử Hào? Chẳng lẽ bị hù chết giữa không chung? Nếu thật sự là như vậy thì đúng là quá nhát gan. Hạ Thiên ló đầu ra nhìn thì có chút sướng sốt, hắn tức giận mắng lớn. Tên khốn nào dám đối nghịch với tôi? Sao vậy? Mộc Hàm không khỏi hỏi. Lâm Tử Hào ngu ngốc đã được cứu. Hạ Thiên tức giận nói, với ánh mắt của hắn, tất nhiên có thể nhìn rõ tình huống ở bên dưới. Lúc này Lâm Tử Hào không còn rơi tự do, càng không rơi xuống đất, đối phương đã biến mất một cách cực kỳ thần kỳ. Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, nàng cũng chạy đến bên cạnh nhìn xuống, quả nhiên không thấy được lâm tử hào nàng không khỏi lầu bầu ai cứu lâm tử hào rõ ràng dưới tình huống này mà cứu được lâm tử hào như vậy đối phương cũng không phải người thường điều này làm cho mộc hàm thầm nghĩ chẳng lẽ là mị nhi mị nhi luôn đi theo hạ thiên với thân thủ của nàng thì cũng có thể cứu lâm tử hào trước khi bị rơi xuống đất nhưng mộc hàm nghĩ không ra mị nhi chẳng phải luôn giúp hạ thiên sao tên ngốc lâm tử hào quả nhiên rất may mắn xem ra lần sau không nên ném hắn xuống phải trực tiếp bóp chết hắn hạ thiên ra vẻ không sung sướng gì thôi bỏ chồng sau này còn có cơ hội chúng ta đi thôi mộc hàm dùng giọng dịu dàng khuyên nhủ thật ra nàng thấy lâm tử hào được cứu cũng tốt nói cách khác sự việc không náo loạn thì sẽ tránh được phiền toái được rồi chúng ta đến nhà cảnh sát tỉ tỉ lấy quần áo hạ thiên dù không vui sướng gì nhưng hắn cũng không quá quan tâm lâm tử hào sống thêm vài ngày cũng chẳng sao vài phút sau hạ thiên và mộc hàm ra khỏi tòa nhà hải giang cả hai lên xe mộc hàm chạy về phía nhà lãnh băng băng xe chạy được vài km thì đoạn đường phía trước chợt trở, trở nên cực kỳ hỗn loạn trên đường đầy người và xe điều này làm cho mộc hàm rất buồn bực bây giờ không phải giờ cao điểm chỗ này cũng kẹt xe nếu không sao lại như vậy sau khi đi được vài chục mét như ốc sên thì mộc hàm cuối cùng cũng biết được nguyên nhân thì ra phía trước có người muốn nhảy lầu. Phía trước là một ngôi nhà 5 tầng, dưới lầu là một dãy cửa hàng, phần lớn đều là nhà hàng, có một quán lẩu trùng khánh ở bên trên, trên ban công lầu 4 có một người phụ nữ, người này tóc tai bù xù, một chân đã đưa ra ngoài, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Đừng lên đây, tiếp tục đi lên tôi sẽ nhảy xuống. Sọng điệu của người phụ nữ kia có vẻ khàn khàn, nàng cố gắng uy hiếp đám cảnh sát đang cố gắng tiếp cận đừng kích động, có gì chúng ta thương lượng. Tên cảnh sát vẫn còn đang tính toán thuyết phục người phụ nữ bỏ đi ý định nhảy lầu, mà đám cảnh sát bên dưới đã chuẩn bị rất nhiều nệm, rõ ràng để phòng ngừa tình cảnh xấu. Đám quan chúng thì ồn ào. Còn bà nó, nhảy đi, sao còn chưa nhảy? Đúng vậy, ông chờ nửa giờ rồi, nhảy đi cho đẹp. Cuối cùng có nhảy không? Đừng lãng phí thời gian vàng ngọc của mọi người. Tôi đang nghĩ thừa cơ hội cô ta nhảy lầu để quay video, trò này mà tung lên mạng thì số lượng người xem sẽ lọt top. Mộc Hàm thấy tình cảnh như vậy thì có chút đau đầu, đám người này rõ ràng đến xem náo nhiệt, hơn nữa còn chắn đường, đúng là khó thể tha thứ. Hạ Thiên cũng rất khó chịu, hắn đang muốn nhanh chóng đến nhà cảnh sát tỉ tỉ lấy quần áo để Mộc Hàm múa thoát y, đám người này chắn đường làm gì? Ngăn cản bọn họ làm chuyện chính sao? Hạ Thiên mở cửa xe bước xuống, hắn đi xuống dưới lầu rồi hét lên với người trên ban công. Này, Cuối cùng có nhảy không? Nếu không thì về nhà đi. Tiên sinh, xin đừng quấy rối, chuyên gia đàm phán của chúng tôi đang khuyên giải đối tượng. Tuy bên cạnh cũng có không ít người có ý nghĩ như Hạ Thiên, nhưng hô hào lớn tiếng cũng chỉ có hắn mà thôi, vì vậy mà cảnh sát chú ý, vì vậy có người đến dậy bảo hắn ngay lập tức. Đám cảnh sát các người cũng quá vô dụng, không biết tiến lên ôm cô ấy xuống sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đám cảnh sát. Viên cảnh sát chợt mất hứng anh nói sao, cảnh sát chúng tôi vô dụng, vậy anh có tác dụng gì sao? Đám người các anh ngoài ồn ào thì biết gì, không biết làm chút chuyện có ý nghĩa sao? Tất nhiên tôi có thể dùng." Hạ Thiên Trừng mắt nhìn viên cảnh sát. "Bây giờ tôi sẽ đưa cô gái đang ở trên đó xuống đây. Tôi xem anh làm sao." Viên cảnh sát còn chưa nói xong thì đã há hốc miệng, sau đó hắn dụi dụi mắt, khoảnh khắc này hắn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác. Hạ Thiên cứ như vậy mà nhảy lên lầu, sau đó chạy vài vòng đã lên lầu 3, cuối cùng nhảy một cái lên lầu 4, toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây, cuối cùng hắn xuất hiện bên cạnh người phụ nữ trên lầu 4. "Cậu, cậu, cậu." Người phụ nữ thấy Hạ Thiên đi từ bên dưới lên, nàng không khỏi trợn mắt há mồm. "Này, rốt cuộc có nhảy không?" Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người phụ nữ. "Nhảy thì nhảy đi, không nhảy thì về nhà, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi." tôi tôi nhảy hay không liên quan gì đến cậu người phụ nữ kia xứng sốt sau đó lập tức phục hồi tinh thần trở lại hạ thiên mất kiên nhẫn hắn khẽ vươn tay đẩy người phụ nữ xuống anh làm gì người được gọi là chuyên gia đàm phán chợt quát lớn đám người bên dưới cũng thét lên kinh hãi á à, nhảy rồi chụp ảnh quay phim nhanh lên kích thích thật cuối cùng cũng được thấy người nhảy lầu á à. Người phụ nữ lại thét lên. Cứu mạng. Đám cảnh sát bên dưới tranh thủ thời gian di chuyển nệm để đón người phụ nữ, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện một bóng người lóe lên, khoảnh khắc khi người phụ nữ chạm đất thì cái bóng kia đã chụp lấy, sau đó người phụ nữ lơ lửng trên mặt đất. Á! À, người phụ nữ kia kêu thét một lúc lâu, sau đó mới ý thức được mình chưa chết. Tôi, tôi không sao. Không muốn chết sao không nói sớm. Người chụp lấy người phụ nữ chính là Hạ Thiên được rồi bây giờ đừng nhảy lầu nữa về đi cậu đồ khốn thả tôi xuống người phụ nữ kia quát lớn cô không thể không chết đi sao hạ thiên bĩu môi hắn xoay người bỏ đi người phụ nữ kia còn muốn kêu gào nhưng hạ thiên đã biến mất sao vậy sao không chết kỳ quái sao vậy nhỉ dù không chết cũng phải gãy tay gãy chân chứ hình như có người chụp được cô ta tôi thấy có một người phóng lên đẩy người phụ nữ kia xuống mà các người nhất định là hoa mắt, tôi chỉ thấy cảnh sát dùng nệm đỡ được người phụ nữ kia. Đám người bắt đầu nghị luận ồn ào, cảnh sát cũng đưa người phụ nữ kia đi, dân chúng vây quanh không còn gì để xem, vì vậy nhanh chóng bỏ đi. Lúc này chiếc Audi A7 của Mộc Hàm cuối cùng cũng có thể chạy đi, Hạ Thiên ngồi trong xe thầm nói. Cuối cùng cũng đuổi được đám người này đi. Chồng, sao cậu lại đẩy người phụ nữ kia xuống? Mộc Hàm vừa lái xe vừa hỏi anh không thể kéo người ta lại sao? Mộc Hàm thấy rất rõ động tác của Hạ Thiên, trong đầu nàng có ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ chồng mình không ném chết Lâm Tử Hào, bây giờ muốn đẩy ngã một người khác để đền bù sao? À, đại sư phụ có nói, người nhảy lầu thường phải cho bọn họ chính thức trải nghiệm một lần, như vậy sau này sẽ chưa đến già. Hạ Thiên thuận miệng nói, chị không thấy người phụ nữ kia kêu cứu sao? Sau này cô ta sẽ không nhảy lầu nữa. Mộc hàm nghe như vậy thì không khỏi dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, cũng không ngờ chồng mình có lúc hảo tâm như vậy. Một lát sau xe chạy vào khu cảnh huyền, Mộc hàm chạy đến biệt thự số 13, khi dừng xe thì Hạ Thiên bước xuống lấy chìa khóa mở cửa. Hai người vừa vào phòng khách thì cửa nhà tắm cũng mở ra, một cô gái vừa dùng khăn trà sát mái tóc vừa nói. Thoải mái quá, nơi này rất tốt, mình muốn ở đây một lúc. Cô gái thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm thì không khỏi hét ầm lên các người là ai, vào bằng cách nào. chương 299, em gái xinh đẹp. Cô gái không đợi Hạ Thiên và Mộc Hàm lên tiếng, nàng lớn tiếng nói. Hồng bác, anh ở đâu? Có trộm. Trộm đâu? Một giọng nói từ trong nhà bếp truyền ra, một thiếu niên từ trong nhà bếp cầm dao chạy ra. Khi thấy Mộc Hàm thì tên thiếu niên không khỏi ngẩn ngơ, vi nhi đúng là không gạt người, nữ tặc cũng quá xinh đẹp. Anh nhìn gì, bọn họ là trộm, cô gái có chút bất mãn bọn họ là trộm sao tên thiếu niên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau đó hắn vung đao với hạ thiên và mộc hàm này tôi cảnh cáo các người mau ra ngoài trên tay tôi có dao tôi còn đã được học qua võ công nói ai là trộm anh thấy các chú với là trộm hạ thiên tức giận nói có phải chẳng muốn sống nữa không dám vào trộm ở nhà vợ anh sao chúng tôi không phải là trộm đây là nhà của chị họ của tôi tên thiếu niên lập tức phản bác, sau đó hắn ngẩn ngơ nhìn Hạ Thiên. Anh, anh, anh vừa nói gì? Anh nói đây là nhà vợ sao? Hức, chẳng lẽ anh là anh rể của tôi? Cậu là em họ của lãnh băng băng sao? Mộc hàm lúc này đã nghe ra vấn đề, nàng mở miệng hỏi. À, đúng vậy, tôi là lãnh hồng bác, là em họ của chị lãnh băng băng. Tên thiếu niên nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó hắn thu dao về. Điều này, hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm, xin hỏi các anh chị xưng hô thế nào? Này, ai hiểu lầm với chú? Hạ Thiên có chút bất mãn. Sao anh chưa nghe cảnh sát tỉ tỉ nói có em họ? Điều này, anh rể, là thế này, chúng ta ít khi lui tới với chị họ, vì vậy chị họ chưa nhắc đến. Nếu anh không tin có thể điện thoại cho chị họ, chị ấy cũng đi chưa lâu. Lãnh Hồng Bắc có chút ngượng ngùng. Mục Hàm ở bên cạnh cũng nhắc nhở Hạ Thiên. Gọi điện thoại hỏi xem thế nào hạ thiên lấy điện thoại ra bấm số của lãnh băng băng sao vậy còn chưa tìm được lâm tử hào hà lãnh băng băng có chút mất hứng vợ cảnh sát tỉ tỉ trong chỗ này có một thằng nhóc nói là em họ của chị mà chỉ có em họ sao có phải nó đang gạt tôi không hạ thiên nhanh chóng hỏi nếu hắn gạt tôi tôi sẽ đá ra khỏi nhà cậu đến nhà tôi rồi sao lãnh băng băng chợt ngây người cậu đừng làm bậy đó là em họ của tôi là lãnh hồng bác là con của cậu tôi cô gái kia là bạn học của nó cũng là bạn gái gọi là vương vi bọn họ sẽ ở lại nhà tôi vài ngày bọn họ không có chỗ ở sao hạ thiên có chút mất hứng đây không phải hai bóng đèn lớn sao bọn họ đến đây đi học nhưng nhà trường còn vài ngày nữa mới khai giảng vì vậy không thể vào ở trong ký túc xã cậu tôi đã điện thoại xin cho con ở nhờ tôi cũng đã đồng ý cho bọn họ ở lại lãnh băng băng giải thích một câu cậu đã về thì tốt, cậu giúp tôi thăm hỏi bọn họ, bây giờ tôi quá bận, giữa trưa cũng không về được. Tôi phải thăm hỏi bọn họ sao? Hạ Thiên càng thêm buồn bực. Cậu không làm thì ai làm? Lãnh băng băng tức giận nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên rất không hài lòng với hành vi tự tiện cúp điện thoại của lãnh băng băng, hắn đang xem xét sau này có cơ hội thì nhất định phải dạy bảo cảnh sát tỷ tỷ, không thể tùy tiện cúp điện thoại như vậy được, nếu không sẽ phải ăn đòn anh rể chị gái nói thế nào khi thấy hạ thiên bỏ điện thoại vào túi quần thì lãnh hồng bác cẩn thận hỏi chị ấy để tôi nói cho mọi người biết trưa nay sẽ không về nhà hạ thiên nhìn đôi nam nữ trước mặt trong lòng có chút buồn bực cảnh sát tỉ tỉ bắt hắn phải lo cho hai người này phải làm thế nào đây lãnh hồng bác đang muốn nói gì đó thì điện thoại đã vang lên hắn tranh thủ thời gian nhận điện thoại sau đó nói vài câu khúm núm rồi cúp điện thoại cuối cùng hắn dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Hạ Thiên. Anh rể, anh là Hạ Thiên có phải không? Sao cậu biết? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chị gái vừa điện thoại cho em, nói rằng chúng em có vấn đề gì cũng có thể tìm anh. Đúng là tốt quá, em đang không biết tìm ai. Lãnh hồng bác ra vẻ rất vui sướng. Lúc này Mộc Hàm cũng hiểu, thì ra Hạ Thiên vừa được lãnh băng băng giao nhiệm vụ, để hắn phải quan tâm đến hai thiếu niên này, hèn gì bộ dạng hắn có vẻ rất mất hứng. Chồng, nếu không thì tôi về chỗ Tiểu Kiều trước nhé. Mộc Hàm khẽ nói, tất nhiên bây giờ nàng đã không thể nào múa thoát y cho Hạ Thiên nhìn. Được rồi, chị đưa quần áo về đi. Hạ Thiên cảm thấy hôm nay quá xui xẻo, Lâm Tử Hào bị ném xuống lầu nhưng được người nào đó cứu đi. Mộc Hàm cũng không phải múa thoát y, bây giờ lại sinh ra hai bóng đèn, hắn và Mộc Hàm khó thể chạy sang thế giới khác để tự tiện hoạt động. Mộc Hàm đi lên lầu, sau đó bắt đầu xách túi nội y ra ngoài lên xe điều này làm cho cô gái tên là vương vi không khỏi hâm mộ đúng là nhiều tiền rõ ràng mua nhiều quần áo như vậy lãnh hồng bác lại có chút buồn bực người đẹp nhà giàu này có quan hệ gì với anh rể nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra sau khi mộc hàm rời khỏi nhà lãnh băng băng thì bầu không khí rất quái dị hạ thiên còn chưa đến thì lãnh hồng bác và vương vi còn coi đây như nhà mình vương vi vào phòng tắm mà lãnh hồng bác thì vào nhà bếp nấu ăn bây giờ có hạ thiên trong mắt bọn họ thì Hạ Thiên là chủ nhà, nên không dám làm sằng bậy, chỉ biết ngồi ở phòng khách cực kỳ ngoan ngoãn. Hạ Thiên cũng ngồi ở phòng khách, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao, nếu hai người này không muốn nói thì hắn cũng lười mở miệng. Hắn không có hứng thú với đàn ông, mà Vương Vi cũng không phải người đẹp, hắn cũng không hứng thú. Anh rể, anh biết trường đại học Giang Hải không? Hơn 10 phút sau, Lãnh Hồng Bác cuối cùng cũng không chịu được, hắn phá vỡ tình cảnh yên lặng. Biết Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Anh rể, em và Tiểu Vi đều học ở Đại học Giang Hải, hôm nay chúng em vừa đến Giang Hải, còn chưa kịp đi xem trường, anh có thể đưa chúng em vào đó được không? Lãnh Hồng bác hỏi. À, chỉ muốn vào xem Đại học Giang Hải sao? Hạ Thiên đột nhiên có ý nghĩ mới. À, anh rể, chúng em còn muốn đi dạo ở thành phố Giang Hải, Tiểu Vi muốn dạo phố, còn muốn đi ngắm cảnh ở đây. Lãnh Hồng bác nói. Chỉ như vậy thôi sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy. Lãnh hồng bác thầm nghĩ, như vậy còn chưa đủ sao? Vậy thì được, trước tiên anh tìm người quen thuộc Đại học Giang Hải đưa các em đi dạo. Hạ Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp loại bỏ hai bóng đèn. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn gọi cho tên mập Vương Kiệt. Nửa giờ sau, tên mập mang theo lôi tiếu nguyệt và được hai tiểu đệ hộ tống đến nhà lãnh băng băng. Năm phút sau Hạ Thiên đã bán lãnh hồng bác và Vương Vi cho tên mập. Này, đây chính là nhiệm vụ của cảnh sát tỷ tỷ giao cho anh, chú phải thay anh làm tốt. Hạ Thiên dặn dò tên mập một câu. Lãnh hồng bác và Vương Vi thấy chiếc BMW thì hai mắt đã sớm tỏa sáng, ước gì có thể lên xe thật nhanh. Đại ca, anh yên tâm, em sẽ chiêu đãi bọn họ thật tốt, sẽ để bọn họ chỉ biết ở bên ngoài mà không nỡ về nhà. Tên mập đã biết đại khái tình huống từ lời nói của Hạ Thiên, hắn biết đại ca muốn đẩy hai bóng đèn kia ra ngoài, vì vậy mới vỗ ngực đảm bảo, được rồi, các người đi đi." Hạ Thiên phất tay, hắn khá thỏa mãn với biểu hiện của tên mập. "Đại ca, em đi trước." Tên mập đi ra bên ngoài, nhưng hắn vừa đi được hai bước thì ngừng lại, hắn xoay người dùng ánh mắt khó khăn nhìn Hạ Thiên. "Đại ca, có chuyện." "Có gì cứ nói, anh đang rất bận." Hạ Thiên dùng giọng không vui nói, hắn còn muốn đi xem múa thoát y. "Là em gái của em." Vẻ mặt Phương Kiệt có chút xấu hổ. "À, em chú đến rồi sao? Hạ Thiên lại có hứng thú, trước đó hắn đã nghe nói tên mập có em gái rất đẹp, vì vậy mới thu tên mập là tiểu đệ, nhưng đã khá lâu mà hắn chưa được thấy em gái của đối phương. À, đúng vậy, mấy ngày trước em gái của em đã đến thành phố Giang Hải. Tên mập khẽ gật đầu, nhà hắn cũng ở thành phố Giang Hải nhưng không phải ở nội thành mà ở ngoài ngoại thành, nhưng gần đây hắn phát triển rất tốt, đã có thể kéo em gái vào học trong thành phố. Cô ấy học ở đâu? cũng là đại học Giang Hải sao? Hạ Thiên hỏi ngay. Vẻ mặt Vương Kiệt có chút mất tự nhiên. Cô ấy học trong trường trung học cơ sở Giang Đại, cũng nằm trong trường đại học Giang Hải. Trung học cơ sở sao? Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó mới hiểu được ý nghĩa của câu trung học cơ sở. Này, em chú còn học trung học sao? Đại ca, thật ra em gái em vừa mới lên cấp 2 thôi. Vương Kiệt cười ngượng ngùng. Cô ấy, cô ấy mới 12 tuổi. Hạ Thiên lập tức buồn bực, hắn chừng mắt nhìn Vương Kiệt. Sao chú không nói em mình mới 12 tuổi? Điều này, đại ca, lúc đó em đâu nghĩ nhiều như vậy. Khi thấy Hạ Thiên không nổi giận thì Vương Kiệt thở dài một hơi, sau đó hắn giải thích. Nhưng em cũng không lừa đại ca, em gái của em cực kỳ xinh đẹp, gương mặt cứ như triệu vũ cơ. Sợ Hạ Thiên không tin nên tên mập còn lấy ra một tấm hình đưa đến. Đại ca, anh xem, đây là em gái của em có phải rất đẹp không hạ thiên nhìn ảnh trong đó là một cô gái mắt to mặt trái xoan đúng là rất đẹp nhưng còn quá nhỏ chưa có ngực có mông căn bản chưa phát dục cô bé cùng một khuôn với triệu vũ cơ sao hạ thiên mở miệng hỏi đúng vậy vương kiệt gật đầu sau đó hắn không nhịn được phải hỏi đại ca anh chưa xem qua ảnh của triệu vũ cơ sao chưa anh thích xem người thật sợ rằng hình ảnh toàn được chỉnh sửa Hạ Thiên Thuận miệng nói. Anh nghe chị Hinh nói ảnh gần đây toàn chơi Photoshop. À, đại ca, nếu không anh đến gặp em gái của em nhé. Vương Kiệt có chút trần trừ. Em gái của chú quá nhỏ. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rồi lầm bẩm, Nếu Triệu Vũ Cơ thật sự xinh đẹp thế này, anh đây đến lấy Triệu Vũ Cơ làm vợ cho nhanh. chương 300, họ Triệu đều chán ghét. Đại ca, nửa tháng sau Triệu Vũ Cơ sẽ đến Giang Hải biểu diễn khi nghe nói Hạ Thiên chuyển hướng lên người triệu vũ cơ thì tên mập vội vàng nói. Tuy Vương Kiệt cảm thấy đại ca Hạ Thiên rất hùng mạnh, nhưng em gái của hắn mới 12 tuổi, thật sự còn quá nhỏ. Nếu Hạ Thiên thật sự đưa hứng thú với em gái của hắn chuyển lên người triệu vũ cơ, như vậy tất nhiên là cầu còn chưa được. À, đến lúc đó anh sẽ đi xem, nếu cô ấy thật sự xinh đẹp thì anh sẽ lấy làm vợ. Hạ Thiên thuận tay trả hình cho tên mập. Chú nhanh chóng đưa hai đứa này đi, miễn cho bọn họ làm phiền anh. Đối với Hạ Thiên bây giờ thì em gái của tên mập hay Triệu Vũ Cơ cũng không quan trọng, quan trọng là đuổi hai bóng đèn đi, sau đó muốn làm gì cũng được. Tốt, đại ca, em đi đây. Tên mập cũng không tiếp tục nói nhảm, hắn tranh thủ thời gian bỏ đi, nếu không sợ rằng đại ca sẽ có hứng thú với em gái của hắn. Tên mập vừa đi thì Hạ Thiên đã điện thoại cho Mộc Hàm. Điện thoại đổ chuông khá lâu cuối cùng mộc hàm mới nhận điện thoại chồng cậu tìm tôi làm gì vợ tôi vừa đuổi hai đứa kia đi rồi bây giờ chị đang ở đâu hạ thiên hỏi ơ ờ, mộc hàm chợt ngẩn ngơ chồng tôi đã về chỗ tiểu kiều rồi tôi còn tưởng rằng lúc này cậu không rảnh hạ thiên đang định nói thêm vài lời thì bên kia chợt có một âm thanh vang lên sư phụ anh tìm chị hàm làm gì chị hàm đang đang luyện công với tôi anh muốn cùng chị Hàm chơi trò ngược đãi thì đợi đến tối. Được rồi, vậy nhé, cúp máy đây. Người nói là Triệu Thanh Thanh, nàng nhanh chóng nói vài lời, sau đó cũng không cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện, nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên chợt sinh ra xúc động muốn đi đánh Triệu Thanh Thanh, nhà đầu kia quá đáng ghét. Ông xã, điện thoại kia. Điện thoại lại đổ chuông, lần này là một hàm điện thoại lại. Trông, xấu hổ quá, tôi tạm thời không thể đi với cậu được, nếu không thì đợi đến tối nhé đến tối chúng ta sẽ gặp mặt ở căn phòng lần đầu tiên gặp nhau sau đó giọng nói của mộc hàm có chút ngượng ngùng sau đó cậu muốn làm gì cũng được chị hàm nhanh lên đầu dây bên kia vang lên tiếng thúc giục của triệu thanh thanh sau đó nàng còn lớn tiếng này sư phụ giữa ban ngày mà còn muốn mèo mỡ ảnh hưởng không tốt đâu được rồi vậy thì đến tối hạ thiên cũng đành phải đồng ý chồng, tối gặp lại. Một hàm còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị cướp, giọng nói của Triệu Thanh Thanh lại vang lên. Sư phụ, tạm biệt. Điện thoại cứ như vậy mà bị Triệu Thanh Thanh cúp đi, Hạ Thiên sinh ra xúc động muốn chạy đi đánh nàng một chặp. Sao đám người họ Triệu lại chán ghét như vậy? Trong đầu Hạ Thiên chợt bùng lên ý nghĩ này, trước đó tiểu yêu tinh Triệu yêu yêu đã gây khó khăn cho hắn, bây giờ vất vả lắm mới biến Triệu yêu yêu thành vợ, kết quả là Triệu Thanh Thanh xuất hiện, còn có tên khốn triệu công tử ở thủ đô. Đám người ngày luôn gây khó khăn cho hắn, họ triệu này chẳng lẽ không có ai tốt. Tuy Mộc Hàm đồng ý tối nay muốn làm gì thì làm nhưng Hạ Thiên vẫn rất khó hiểu, hắn chẳng qua chỉ muốn xem múa thoát y mà thôi, có nên khó khăn vậy sao? Hôm nay đúng là một ngày chẳng tốt lành gì. Hạ Thiên thầm nói một câu, hắn suy nghĩ một chút rồi rời khỏi nhà lãnh băng băng. Cảnh sát tỉ tỉ không có nhà, bây giờ hắn ở lại một mình cũng không có ý nghĩa hạ thiên rời khỏi khu cảnh huyền khi hắn vẫn còn đang suy tư thì đột nhiên bị thu hút bởi một mùi quen thuộc hạ thiên đi theo mùi hương đi vài trăm mét sau đó nghe được một âm thanh trong trẻo dễ nghe bán lựu đây lựu tự nhiên đây ăn ngon và khỏe mạnh hạ thiên quay đầu thì nhìn thấy cô bé đang giao hàng cách ăn mặc của cô gái chỉ có thể miêu tả bằng một chữ quê mùa thời đại này đã khó thể thấy hai bím tóc một bộ quần áo màu xám trên chân là một đôi giày vải tất cả có vẻ như không phù hợp với một thành phố xa hoa như Giang Hải. Dù cô bé ăn mặc rất quê mùa nhưng vẫn thu hút được ánh mắt của người qua đường, gương mặt nàng xinh đẹp thoát tục, khí thức thanh xuân chất phác, cặp mắt thanh tịnh sáng ngời, còn có nụ cười điềm tĩnh tự tin, giọng nói trong trẻo dễ nghe, tất cả đều làm người ta không nhịn được phải quay lại nhìn. Đứng cùng một chỗ với cô bé còn có một ông lão hơn 60, ông lão này lưng đã hơi còng, tóc cũng bạc hơn phân nửa, trên mặt đầy nếp nhăn năm tháng. Trước mặt ông lão và cô gái là hai giỏ trúc, bên trong một giỏ trúc có hơn phân nửa là trái lựu, giỏ còn lại là một loại trái cây màu đỏ, tròn chính, giống như những viên bi mà trẻ con hay chơi, nhìn qua có vẻ rất ngon miệng. Sóng giao của cô gái hấp dẫn vài người tiến lên quan sát nhưng ngay sau đó lại bỏ đi, nguyên nhân rất đơn giản, quả lựu không quá ngon, mà trái cây màu đỏ thì bọn họ không biết đó là gì, trước nay cũng chưa từng thấy qua, vì vậy không dám ăn bậy khi thấy hạ thiên đi đến thì cô gái tranh thủ thời gian mời chào đại ca anh muốn mua lựu sao đây là trái chúng tôi hái trên núi tuy nhìn không đẹp nhưng ăn rất ngon không tin có thể nếm thử ăn ngon hãy mua vừa rồi có vài người ngại trái lựu không ngon bây giờ cô gái phát hiện vấn đề và thay đổi sách lược cho người ta ăn thử có thể ăn thử sao đón lời là một người phụ nữ trung niên gương mặt rất khôn khéo chị gái tất nhiên là thật Cô gái lấy ra một trái lựu đưa cho người phụ nữ trung niên. "Chị ăn thử xem, thật sự rất ngon đấy." Người phụ nữ trung niên nhận lấy trái lựu, nàng bắt đầu ăn thử, một lát sau gật gật đầu. "Đúng là rất ngon, bao nhiêu một ký?" "Chỉ cần 5 đồng, chị muốn mua bao nhiêu?" Cô gái thấy có người mua thì trên mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn. "Cho tôi 4 ký." Người phụ nữ trung niên còn chưa nói dứt lời thì vẻ mặt đã biến đổi. "Không tốt." quản lý đô thị đến, các người chạy mau. Một chiếc xe quản lý đô thị quản lý đô thị dừng lại, hai tên đàn ông mặc đồng phục nhân viên quản lý đô thị đi đến. Tôi không mua. Người phụ nữ trung niên bỏ đi, rõ ràng sợ chọc vào phiền toái. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng, hắn chỉ vào giỏ trúc nói. Tôi mua hết. Cô gái chợt ngây người, một lúc sau nàng mới dùng giọng nghi ngờ hỏi. Đại ca, anh muốn mua hết quả đỏ này sao? Đúng vậy, bán thế nào?" Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Cô gái có chút chần chừ, sau đó nàng nói: "Đại ca, đây là quả dại hái trên núi, em cũng không biết giá thế nào, nơi đây có 10 ký, anh xem trả bao nhiêu cũng được." "Này, ai cho các người bán ở đây?" Một tiếng gầm truyền đến, hai quản lý đô thị chạy sang, một tên vung tay chụp giỏ lựu rồi nói: "Tịch thu, phạt 200 đồng." Một tên khác thì vung chân đá giỏ trúc chứa loại quả màu đỏ nhưng còn chưa kịp thành công thì Hạ Thiên đã đá thẳng vào bắp chân hắn. Á! À, tên quản lý đô thị kêu gào thảm thiết, sau đó hắn rút chân về dùng hai tay ôm chân kêu gào. Vài giây sau người này mới phục hồi trong cơn đau đớn, hắn dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Mày đá tao sao? Hạ Thiên không quan tâm đến tên quản lý đô thị này, hắn trực tiếp móc ra vài tờ tiền giá trị lớn trong túi ra đưa cho cô bé. Trên người anh chỉ còn nhiêu đây tiền, trả cho em, bây giờ thứ này là của anh hạ thiên cũng không quan tâm cô gái có đồng ý hay không hắn cầm giỏ chúc bước đi đứng lại cho tao tên quản lý đô thị gầm lên rồi đuổi theo con bà nó mày đánh ông mà muốn chạy sao tên quản lý đô thị còn chưa nói dứt lời đã dùng côn đánh về phía hạ thiên quản lý đô thị đánh người bên đường có người hô lên những năm gần đây đám quản lý đô thị thường hay đánh người điều này đã sớm làm cho nhân dân căm phẫn vì vậy khi người kia hét lên thì lập tức có người đến vây quanh, còn có người dùng điện thoại chụp ảnh, chuẩn bị đưa hình ảnh quản lý đô thị đánh người lên mạng. Á! À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên quản lý đô thị hùng hổ đã vang ra ngã trên nền đất. Mọi người chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó bắt đầu hưng phấn. Có người đánh quản lý đô thị. Nếu so với sự việc quản lý đô thị đánh người thì có người đánh quản lý đô thị luôn làm lòng người hưng phấn. Người vây quanh hận không thể tiến lên cho quản lý đô thị vài đạp, nhưng bọn họ chỉ suy nghĩ như vậy mà thôi, cũng không dám tiến lên hành động. Tên quản lý đô thị còn lại đang cầm giỏ lựu, hắn định quay về chia cho người trong phòng cùng ăn, khi thấy đồng bạn bị đánh bay thì hắn cũng cực kỳ tức giận. Ngay cả quản lý đô thị cũng dám đánh sao? Gần đây chỉ có quản lý đô thị đánh người, bây giờ đến lượt mình bị đánh, nhục nào sao nhịn được? Muốn chết hả mày? Tên quản lý đô thị buông giỏ lựu, hắn vung côn phóng về phía hạ thiên sao các người dai vậy hạ thiên không vui vẻ gì hắn tung một đá trúng ngay bụng tên quản lý đô thị người này đau đến mức ôm bụng cong người như tôm hạ thiên lại tung một khước đá văng tên quản lý đô thị tên này rơi ngay bên cạnh tên vừa rồi hắn nói đừng đến làm phiền tôi nếu không tôi đánh cho liệt giường hạ thiên để lại những lời đó rồi xoay người bỏ đi hai tên quản lý đô thị cũng không dám đi theo tất nhiên dù muốn cũng không thể làm gì lúc này bọn họ còn đau đến mức chưa thể đứng lên đúng là quá pro sướng quá mọi người cùng nhau nghị luận mà cô gái bán lựu cũng ngây người đến lúc này nàng mới phát hiện trên tay mình quá nhiều tiền ít ra cũng vài ngàn đồng ông nội điều này quá nhiều tiền cô gái chợt ngẩn ngơ sau đó nàng xách giỏ lựu lên rồi kéo ông bỏ chạy ông nội chúng ta mau đuổi theo đại ca kia đưa quá nhiều tiền audio điện tử võ tấn bền hết chương 300